Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 92. Nói rất có lý, bây giờ Tiêu Chính Văn đã đáng sợ hơn mấy năm trước rất nhiều. Đúng thế, ngay cả năm đại danh sơn cũng bị cậu ta đánh bại, còn giết cả cao thủ cảnh giới nhân vương. Với thực lực của cậu ta, chúng ta muốn thoát khỏi cũng khó càng thêm khó. Hơn nữa đây là chuyện của Âu Lục chúng ta, nếu để một người ngoài nhúng tay vào e là chúng ta sẽ bị người ta chê cười. Nghe mọi người bàn luận, đại diện gia tộc Canter và ông lão đó cũng không tranh cãi. Dù sao họ nghĩ những người này đã sắp đến thời khắc sống chết rồi. Ngoài Tiêu Chính Văn, họ còn có thể đi tìm ai trên thế giới nữa. Giữa sinh tử và thể diện, ai cũng sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Hơn nữa bây giờ Hoa Quốc rất hưng thịnh, Tiêu Chính Văn là người dưới một người nhưng trên hàng nghìn người ở Hoa Quốc. Là người họ có mời thì có thể mời đến được sao? Không có đủ thành ý e là dù họ có quỳ xuống mời người ta ra mặt, người ta cũng sẽ mặc kệ họ. Các vị, thật ra chuyện này không quan liên nhiều đến gia tộc Canter nên các vị không cần để ý đến ý kiến của gia tộc Canter. Cuối cùng đại diện gia tộc Canter cũng lên tiếng, nhưng vừa lên tiếng đã kéo gia tộc Canter tách biệt khỏi mọi người. Rõ ràng là đang vạch rõ đường ranh giới với họ. Dù sao bây giờ gia tộc Canter lại quay về phe Tiêu Chính Văn. Dù vương thất Âu Lục trách tội cũng không dám làm gì với gia tộc Canter. Thế nên nói thẳng ra sở dĩ gia tộc Canter cử đại diện đến tham gia cuộc họp lần này hoàn toàn là nể mặt mọi người. Dù gia tộc Canter không cùng một ruột với 9 gia tộc lớn khác cũng sẽ bình yên vô sự. Không để mọi người lên tiếng, đại diện gia tộc Canter đứng dậy rời đi. Ở bên kia, Tiêu Chính Văn bảo người võ tông đánh vào Vi Hào. Sau khi cho Vi Hào một bài học nhớ đời thì quay về Long Kinh. Lúc này đường phố và ngõ hẻm ở Long Kinh đã vắng bóng người. Hầu hết người dân cả Long Kinh đều tụ tập trước cửa Thiên Tử Các để đợi đón Tiêu Chính Văn quay về. Mọi người nhìn xem, vua Bắc Lương về rồi. Vua Bắc Lương về. Mọi người vỗ tay. Trong đám người không biết là ai hét lên đầu tiên, sau đó cả Long Kinh đều vang lên tràng vỗ tay chấn động trời đất. Tiếng vỗ tay của hàng nghìn người như sấm rền, rất nhiều đôi mắt đều tràn đầy niềm hy vọng nhìn Tiêu Chính Văn. Lần này Tiêu Chính Văn dẫn dắt võ tông Hoa Quốc đánh giết Vi Hào không chỉ là vì chút giận cho Hoa Quốc, mà còn trả thù máu cho các tướng sĩ đã chết nạn. Hơn nữa hành động này của Tiêu Chính Văn tương đương với việc tuyên bố với cả thế giới biết từ hôm nay cả võ tông sẽ quay lại trạng thái 5 năm trước, không dám dương oai với người bình thường nữa. 2. Xem ra vẫn là vua Bắc Lương. Nếu vua Bắc Lương về sớm một chút thì dù là năm đại danh sơn cũng tuyệt đối không dám bắt nạt chúng ta chứ đừng nói là võ tông. Đúng thế, vua Bắc Lương rất có khí phách không giống năm đại danh sơn vẫn muốn bắt tay với Vi Hào, nhìn người ta đi, đánh đến tận cửa đòi công bằng với chúng, đây mới là khí phách của Hoa Quốc chúng ta. Lúc này người dân đứng ở đầu đường đều nghiêng đầu ghé tai vào bàn tán. Ngay cả vài đệ tử năm đại danh sơn cũng phải bái phục sự can đảm và gan dạ của Tiêu Chính Văn. Ai dám làm trái với lệnh của Thiên Đạo Minh Ước vào lúc này? Cả thế giới này cũng chỉ có Tiêu Chính Văn với có lá gan này. Chuyến đi này của Tiêu Chính Văn không chỉ dập tắt sự kiêu ngạo của Vi Hào mà còn nghiêm phạt kẻ đầu sỏ, Ohara và Kansa đã bị Tiêu Chính Văn giết chết. Thế hệ trẻ của Vi Hào cũng đều bị giết và bị thương gần hết. Đến trước khi nhóm cường giả ngoài lãnh thổ tiếp theo quay về, e là Vi Hào không có can đảm để đối diện với Hoa Quốc. Đây mới là anh hùng thật sự trong mắt họ. Khí khái của vua Bắc Lương người có thể làm chủ cho họ. Lúc này trong sân nhà họ Lý, Lý Chính Đạo lại sầu muộn nói, hai, hành động này của Tiêu Chính Văn e là chọc phải họa vào người rồi. Trước đây cậu ta chỉ giết mười mấy cường giả cảnh giới thiên thần quay về từ ngoài lãnh thổ. Nhưng lần này lại tiêu diệt võ thuật của một nước. Như thế e là đã làm hỗn loạn cục bộ của Thiên Đạo Minh Ước. Nghe nói thế, ông Mạc cũng gật đầu nói, tính toán của Thiên Đạo Minh Ước có rất ít người biết, nhưng từ chỉ thị trước đó của chúng có thể thấy có lẽ đã có thỏa thuận ngầm với Vi Hào. Nhưng cái chết của Ohara và Kansa lại khiến chúng phải lên kế hoạch lần nữa. E là lúc này Tiêu Chính Văn rơi vào tầm ngắm của Thiên Đạo Minh Ước rồi. Trong lòng Lý Chính Đạo và ông Mạc đều biết rõ. Trong 5 năm Tiêu Chính Văn ở ẩn, sở dĩ năm đại danh sơn và võ tông có thể chung sống hòa thuận với giới chính trị không phải vì bọn họ sợ hãi cái gì.
càng không phải năm đại danh sơn vẫn còn e ngại một số thế lực trong giới thế tục. Trong mắt bọn họ, cái gọi là thế lực trong giới thế tục chẳng có gì đáng ngại. Đặc biệt là sau khi cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương trở về, bọn họ càng không coi thế lực trong giới thế tục ra gì. Sở dĩ bọn họ luôn nín nhịn chỉ là vì lòng dân mà thôi. Mặc dù có vẻ lòng dân và ý dân không quan trọng, nhưng đến một mức độ nào đó, lòng dân và ý dân chính là sức mạnh thần bí có thể sánh ngang với khí vận của đế vương. Bất luận là ai, chỉ cần có được lòng dân và ý dân thì có thể rời non lấp bể, đạt được địa vị tối cao. Thậm chí đối với một số cường giả cảnh giới nhân hoàng mà nói, lòng dân thường quyết định độ cao thấp của thực lực. Vì vậy, ai có được lòng dân thì sẽ tương đương với việc đoạt được thiên hạ. Năm đại danh sơn bày trăm phương ngàn kế, cũng chính là để tranh đoạt lòng dân với thiên tử. Mà bây giờ, địa vị của Tiêu Chính Văn trong mắt người dân đã không thể thay thế, điều này chính là sự khiêu khích đối với thế lực ngoài lãnh thổ. Không chỉ Thiên Đạo Minh Ước coi Tiêu Chính Văn là kẻ thù số một, mà ngay cả những cường giả cảnh giới nhân vương của năm đại danh sơn vẫn ở ngoài vùng lãnh thổ cũng hận Tiêu Chính Văn đến tận xương tủy, muốn tiêu diệt Tiêu Chính Văn càng sớm càng tốt. Đây cũng là lý do vì sao quân vương các triều đại đều lập quốc giáo rồi dùng quốc giáo để cai trị thiên hạ. Nói trắng ra, đó là lợi dụng quốc giáo để nắm bắt lòng dân và ý dân. Chỉ có cách dung hợp ý dân với khí vận đất nước mới có thể đảm bảo sự ổn định lâu dài của một thời đại vương triều. Thực ra, sau khi Tiêu Chính Văn lĩnh ngộ được chân khí, anh cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của lòng dân và ý dân. Đây là một loại ngăn cách chân khí với nguyên khí, Tiêu Chính Văn có thể cảm nhận được, nhưng không thể sử dụng. Nhưng trong Thiên Sơn Thư Lục cũng có ghi chép lại lòng dân, đây là sức mạnh thần bí đủ để khống chế ý trời, người xưa vô cùng coi trọng sức mạnh này. Bởi vì muốn từ cảnh giới nhân vương lên cảnh giới nhân hoàng thì đây là điều kiện tiên quyết lớn nhất. Có thể nói, từ cảnh giới nhân vương lên cao, điều kiện cho mỗi bước đi đều vô cùng khắc nghiệt. Đây cũng là lý do quan trọng giải thích tại sao từ xưa đến nay có rất ít người có thể vượt qua nhân vương. Ngược lại, trong những môn phái đó lại rất dễ xuất hiện người có tu vi cực cao như Thái Thượng, Thái Thanh, Ngọc Thanh. Ba vị này được gọi là Tam Thanh trong môn đạo. Không thể thăm dò được tu vi của ba người bọn họ cao bao nhiêu, mạnh thế nào. Nguyên nhân chính là vì trong hàng ngàn năm qua, bọn họ đã nhận được hương hỏa của vô số người dân. Nói cách khác, có lòng dân bên cạnh như mang theo hy vọng của vô số người, đây chính là một loại sức mạnh vô hình. Tất cả những cường giả đều hy vọng có được sức mạnh như Tam Thanh. Vì vậy mới có nhiều miếu thờ thờ phụng những tượng thần khác nhau. Trên thực tế, tự thân của những tượng thần kia đều xuất thân từ những người bình thường, chỉ là sau khi đạt được đến một tầm cao nhất định, bọn họ mới hiểu được tầm quan trọng của sức mạnh này. Nó giống như Vũ Hầu Gia Cát được thờ cúng trong đền Vũ Hầu. Cùng thời đại đó còn có Tư Mã Ý, bởi vì cảnh giới kém xa Vũ Hầu Gia Cát, cho nên đến khi thân tàn ma dại, hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được trình độ này. Vì vậy, vào thời nhà Tấn, thế cục vô cùng rối loạn. Hơn nữa, kể từ thời nhà Tấn, các cao thủ đã bị đoạn tuyệt. Phải cho đến thời nhà Tùy Đường, một số lượng lớn cao thủ tuyệt thế mới xuất hiện trở lại. Sau khi Tiêu Chính Văn trở về Long Kinh, trước tiên, anh đến Thiên Tử Các để nói rõ kết quả của chuyến đi này, sau đó được Tần Vũ mời đến trụ sở chính của Hắc Băng Đài. Nghe tin Tiêu Chính Văn Khải Hoàn trở về, bốn gia tộc lớn ở Long Kinh lần lượt cử sứ giả đến tỏ thành ý với Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là nhà họ Viên và nhà họ Đông Phương trước đây từng đối đầu ác liệt nhất với Tiêu Chính Văn. Đúng lúc này, Long Ngào bước đến bên Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khó coi, thì thầm vào tai Tiêu Chính Văn một lúc. Cậu nói cái gì? Long Nguyệt xảy ra chuyện sao? Tiêu Chính Văn khẽ nhướng mày, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Điện chủ, vốn dĩ Long Nguyệt và Long Hình đến Âu Lục để giúp anh tiếp nhận tòa lâu đài cổ kia, nhưng còn chưa kịp vào lâu đài thì đã bị người của lâu đài Vexsai đuổi đi. Bọn họ còn đe dọa người Hoa Quốc không được xuất hiện trong Âu Lục, nếu không sẽ giết bất luận tội. Trong ánh mắt Long Ngao cũng hiện lên tia lạnh lùng. Tuy nhiên, Điện Thần Long lại bất lực trước chuyện này. Dù sao cũng không thể coi thường sức mạnh của đối phương. Quan trọng nhất là lâu đài Vexsai đã hồi phục lại sau 300 năm bị hủy bỏ. Hầu hết những thành viên trong đó đều là những cường giả mạnh mẽ từ vùng ngoài lãnh thổ trở lại.
không có chỉ thị của Tiêu Chính Văn, Long Ngao cũng không dám tùy ý đưa ra quyết định. Lâu đài Versailles, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, quay lại nhìn Long Ngao. Nghe nói ở đó tập hợp rất nhiều thế tử ở Âu Lục, giống như Lý Chính Đạo, thế tử nhà họ Lý ở Hoa Quốc chúng ta, hơn nữa có rất nhiều người đang bàn tán về việc tranh giành khí vận Âu Lục. Lại là khí vận. Tiêu Chính Văn nheo mắt suy tư hồi lâu. Thực ra trong mấy năm qua, mạng lưới của Điện Thần Long đã bao phủ khắp thế giới, từ đó cũng biết được không ít bí mật không ai biết đến. Nghe Long Ngao nói xong, Tần Vũ nghiêm nghị quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn rồi nói, nếu chuyện này liên quan đến lâu đài Vexai thì e rằng sẽ rất phiền phức. Trước đó, Long Nguyệt và Long Hình không có sự chuẩn bị nào. Chuyến đi đến Âu Lục lần này của bọn họ chỉ là để lấy lại quyền sở hữu tòa lâu đài cổ. Vì vậy, cũng không dẫn theo cao thủ, chỉ có hai người bọn họ đi mà thôi. Điều đầu tiên phải xác nhận bây giờ là sự an nguy của hai người bọn họ. Theo Tần Vũ thấy, chỉ cần hai người họ không bị thương thì cho dù bị người của lâu đài Vexai đuổi ra khỏi Âu Lục cũng không sao cả. Tôi thắc mắc tại sao bọn họ không cho phép người Hoa Quốc vào Âu Lục. Tiêu Chính Văn đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Long Ngạo và Tần Vũ. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Trước đây, người dân Hoa Quốc cũng thường đến Âu Lục, hơn nữa, trong 5 năm qua, cũng có rất nhiều võ giả Hoa Quốc đến thăm Âu Lục. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện tương tự như thế này, điều này cho thấy có điều bất thường trong đó. Thực ra là do vận khí. Vận khí của Âu Lục sẽ được hình thành trong cái gọi là thánh địa của họ, nhưng dường như vận khí của Âu Lục khác với vận khí của Hoa Quốc chúng ta. Theo tin tình báo, vận khí của Âu Lục cứ 300 năm mới tụ lại một lần. Nhưng không giống như vận khí của Hoa Quốc chúng ta, vận khí của bọn họ có được bằng cách đại khai sát giới. Nói cách khác, con người có thể chi phối tương lai của Âu Lục. Tôi nghĩ, 8-9 phần là đám thế tử Âu Lục kia không muốn nhìn thấy Âu Lục đổi chủ. Long Ngao nói với Tiêu Chính Văn nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Ồ, vận khí có thể do con người tạo ra sao? Tiêu Chính Văn hơi kinh ngạc, chuyện này thật kỳ quái. Cái gọi là vận khí đều ẩn chứa trên cửu thiên, phủ phục dưới cửu địa. Không thể có được thông qua vũ lực, dù sao đó cũng là thứ vô hình vô dạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói cách khác, vận khí chỉ có thể cảm nhận, thậm chí ngay cả cường giả cảnh giới nhân vương cũng không thể nhìn thấy vận khí. Đúng vậy, theo tôi biết, đối phương không có ý định tha cho Long Nguyệt và Long Hình vì sợ dò dỉ thông tin. Một ngày trước, bọn họ đã phái người đi đưa chiến thư cho Long Nguyệt và Long Hình. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nắm chặt tay nói, ồ, chiến thư, lẽ nào bọn họ muốn diệt cỏ tận gốc, 9 phần 10 là muốn giết người diệt khẩu. Long Nguyệt và Long Hình lúc này đều đang bị bọn họ giám sát, muốn trở về Hoa Quốc cũng khó như lên trời. Có nghĩa là bọn họ đều đang mắc kẹt ở biên giới Âu Lục. Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Đúng vậy. 3 ngày sau sẽ là ngày quyết đấu giữa đối phương với Long Nguyệt và Long Hình. Nhưng người đối phương cử tới đều là cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Long Nguyệt mới đột phá lên cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, thực lực của Long Hình cũng ngang ngửa Long Nguyệt. Nhưng cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao vừa đột phá sao có thể đấu lại nổi cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 lão luyện. Không phải ai cũng giống Tiêu Chính Văn. Có khả năng lĩnh ngộ phi thường, trước khi đạt cảnh giới nhân vương, anh đã lĩnh ngộ được cảnh giới chân khí. Hơn nữa, điều mà tôi lo lắng nhất chính là nếu Long Nguyệt thắng thì đối phương sẽ không màng đến thể diện, phái cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương, ép buộc, bọn họ dám. Chuẩn bị đi, chúng ta cũng đến Âu Lục xem náo nhiệt. Tiêu Chính Văn lạnh lùng ra lệnh. Mặc dù đã qua và tình hình Âu Lục cũng đã có sự thay đổi lớn. Nhưng Long Ngao nghĩ cho dù thời thế có thay đổi như thế nào thì thực lực của Tiêu Chính Văn cũng đủ để đè ép Âu Lục. Hơn nữa lần này, những kẻ dám ra tay với Long Nguyệt và Long Hình, 90% sẽ gặp vận rủi. Còn nữa thánh vực mà họ nói ở đâu? Tiêu Chính Văn nhìn Long Ngao trầm giọng hỏi. Thánh vực ở bờ đông Trung Hải, nơi thánh thần của 4 phái giáo lớn. Long Ngao thấp giọng đáp. Tiêu Chính Văn gật gật đầu, cũng đã hiểu rõ. 5 năm trước nơi đó là một nơi xảy ra chiến tranh thường xuyên. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn không hiểu nơi đó vừa nghèo vừa lạc hậu, hầu hết đều là sa mạc, tại sao cứ xảy ra chiến tranh liên tục như thế. Lúc này, cuối cùng cũng đã hiểu.
hóa ra khí vận của các nước ở Âu Lục đều ở đó. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai có được quyền kiểm soát thánh vực thì người đó có thể kiểm soát vận mệnh của toàn bộ Âu Lục. Cũng được, đến lúc đó chúng ta sẽ ghé qua xem một chút, có lẽ sẽ thu hoạch được kha khá. Tiêu Chính Văn cười khẩy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Mặc dù Tiêu Chính Văn vẫn chưa đặt chân đến Lục Âu Lục từ sau khi rời khỏi đó, nhưng từ đó về sau hễ là người Hoa Quốc thì địa vị ở Âu Lục cũng đã tăng lên. Dù là những chuyện nhỏ nhặt như bị phân biệt đều có xảy ra chứ đừng nói đến bị ai đó đuổi đi. Thế nên chuyến đi này của Tiêu Chính Văn không chỉ là xem trận chiến của hai người Long Nguyệt mà còn muốn cho người Âu Lục biết, cho dù ở đâu khi nào cũng không thể để người Hoa Quốc bị đối xử không công bằng ở Âu Lục. Nếu cường giả ngoài lãnh thổ của Âu Lục không biết xấu hổ mà cứ phái cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đánh hai người Long Nguyệt, Tiêu Chính Văn cũng không ngại tiêu diệt họ. Đồng thời Tiêu Chính Văn nghĩ muốn xem thử khí vận có thể bị người khác tranh giành của Âu Lục có khác gì với khí vận cả Hoa Quốc. Từ xưa đến nay, phương Đông và phương Tây không hòa hợp, phương Tây cũng có quá nhiều bí ẩn, có lẽ có thể giải mã được bí ẩn này từ khí vận. Lúc này trong học viện võ thuật, tộc trưởng gia tộc Canter Enkan đang đi về hướng phòng làm việc của hiệu trưởng. Mặc dù học viện võ thuật đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng là học viện võ thuật duy nhất ở Âu Lục thì vẫn nên được giữ gìn cho tốt. Ngoài học viên đến từ phương Đông đã quay về nước, các học viện ở Âu Lục vẫn đang theo học tại học viện võ thuật. Lord Thetis sắc mặt khó coi nói, ông Canter, nếu chúng ta không thể mời được Tiêu Chính Văn giúp thì chẳng phải, không ai có thể đảm bảo được chuyện này, dù sao quyền quyết định không nằm trong tay chúng ta. Ông lão tóc bạc thở dài, quay đầu lại nhìn Enkan vẻ mặt khá phức tạp. Thật ra ai cũng biết quan hệ giữa gia tộc Canter và Tiêu Chính Văn đúng là tôi tớ. Chẳng qua gia tộc Canter là tớ, còn Tiêu Chính Văn mới là chủ. Làm gì có đầy tớ nào phân việc cho chủ chứ? Nếu để người Mỹ Lục biết chuyện này, e là sẽ bị chúng cười thối mặt nhỉ. Âu Lục chúng ta nhiều nước, lại có nhiều gia tộc võ thuật như thế, cuối cùng vẫn phải tìm một Tiêu Chính Văn nhỏ bé, đúng là khiến người ta cảm thấy khó chấp nhận được. Lord Thetis nghiến răng, không cam lòng nói. Trước đó sau khi bàn bạc, mọi người vẫn không thể không đồng ý với đề nghị của ông lão tóc bạc là mời Tiêu Chính Văn đến giúp Âu Lục vượt qua cửa ải này. Ông lão tóc bạc chính là người kế nhiệm của Andre Camelo. Ông ta chính là viện trưởng học viện võ thuật đương nhiệm. Trước đây khi Tiêu Chính Văn còn ở học viện võ thuật, ông ta cũng từng có duyên gặp Tiêu Chính Văn một lần. Nhưng lúc đó ông ta vẫn là một nhân vật nhỏ, thậm chí không có tư cách nói một câu với Tiêu Chính Văn. Lẽ nào chúng ta muốn thế sao? Nhưng vấn đề là chúng ta không có lựa chọn. Không chỉ là cường giả ngoài lãnh thổ đang khao khát thử sức mà cả đám người lâu đài Versailles cũng chăm chăm vào quyền lợi của Âu Lục. Nếu chúng ta muốn tồn tại trong khe nứt thì phải tìm được người chống lưng vững chắc, nếu không chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Camelo vừa đi vừa bất lực nói. Ông ta không phải không muốn chút giận nhưng sao ông ta có thể cam lòng cúi đầu chịu thua trước Tiêu Chính Văn. Nhưng thế đời khó lường, bây giờ Âu Lục đã đến nước không thể cứu, Tiêu Chính Văn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của họ. Bọn tôi rất hiểu tâm trạng của ông, người trẻ ấy mà, cứ thích ra vẻ ta đây nhưng cả thế giới cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn mới có thể giúp chúng ta, ngoài cậu ta ra chúng ta đi đâu để tìm một cao thủ cảnh giới nhân vương đây. Dù sao cũng không phải là bán bộ nhân vương. Cảnh giới nhân vương cũng cao hơn. Cao thủ cấp một cảnh giới nhân vương có thể đánh cho năm đại danh sơn không ngóc đầu lên được, còn phá được trận pháp bảo vệ nước của vi hào như Tiêu Chính Văn quả thật hiếm có. Hừ, nếu người Anthony quay về thì chúng ta cần đến Tiêu Chính Văn à? So với Anthony, Tiêu Chính Văn chỉ như đám kiến nhỏ bé thôi. Lock Thetis hung hăng nghiến răng, trầm giọng nói. Dù sao gia tộc Lock cũng là gia tộc hàng đầu Âu Lục. Chắc chắn hiểu rõ ngoài lãnh thổ hơn 9 gia tộc lớn còn lại. 7 năm trước, gia tộc Lock đã kết đồng minh với một thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ. Anthony chính là một trong những người chinh phục nổi tiếng nhất ở Âu Lục. Nghe nói năm đó Mỹ Lục được chinh phục bởi ông ta và Catius. Quan trọng nhất là hai người họ đều là người có tiếng tăm trên bảng xếp hạng võ thuật thế giới. Nghe nói Anthony đã xếp vào 50 người trước khi bước vào ngoài lãnh thổ. Catius là cường giả ở vị trí thứ 48.
trong mấy tỷ người có thể lọt vào top 50 trên bảng xếp hạng đều là sự tồn tại như thần rồi. Mà hai người họ ai cũng là cao thủ trong top 50. Ngược lại Tiêu Chính Văn còn chưa thể lọt vào top 200 người, cách biệt này không chỉ là chút một sao. Hơn nữa nghe nói cường giả xếp trong top 10 đều là những sự tồn tại vô song. Thậm chí có người đã sống được mấy nghìn năm, được gọi là lão quái vật hiếm có trên thế giới này. Mặc dù đây chỉ là một bảng xếp hạng nhưng cường giả trên bảng xếp hạng chưa chắc đã từng đấu với nhau, rất có để xác định thực lực thật của họ. Nhưng ít ra bảng xếp hạng này đã chứng tỏ một sự thật, đó là người trên bảng xếp hạng này không một ai là người tầm thường. Chọn bừa một người ta cũng là cao thủ tuyệt đỉnh một thời đại. Như hai người Anthony và Katios, nghe nói năm đó xoay chuyển thời gian và không gian ở Nam Cực là kết quả để lại khi hai người đánh nhau với hai cường giả nổi tiếng của Mỹ Lục. Những người này đã không phải có thể hủy diệt trời đất nữa mà có thể xoay ngược thời gian và không gian, đây phải là người tài năng đến mức nào. Tiêu Chính Văn nào có bản lĩnh này, làm sao có thể so được với Anthony. Bọn tôi không phải không muốn nhưng dù sao Anthony vẫn chưa quay về, hiện giờ không thể mong chờ. Hơn nữa giải quyết tình huống cấp bách trước mới là việc cần thiết, còn chuyện sau đó cứ từ từ bàn luận. Nói rồi, Camelo đẩy cửa văn phòng mình ra đi thẳng vào trong. Tôi nghe nói trước đây Tiêu Chính Văn cũng là người của Học viện Võ Thuật, vậy tại sao không có ghi chép tên của Tiêu Chính Văn? Lock Tetis nhíu mày hỏi. Dù là Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng cũng để lại cách liên lạc của mình ở Học viện Võ Thuật, thậm chí còn ký hiệp ước với Học viện. Bất kể lúc nào chỉ cần Học viện Võ Thuật yên cầu, hai người họ cũng sẽ cống hiến cho Học viện Võ Thuật. Nếu không Học viện Võ Thuật cũng không thể để mặc hai người họ đem nhiều kỹ năng bí ẩn của trận pháp đi như thế. Ai dám, lúc đó Andre là người đứng đầu Âu Lục, nhưng cho dù là ông ta thì cũng phải như tôi tớ khi ở trước mặt Tiêu Chính Văn. Năm đó mục đích Tiêu Chính Văn đến Âu Lục không phải vì kỹ năng bí mật của trận pháp này, mà là để tiêu diệt Âu Lục, cũng mau Andre đã hành động đúng lúc mới cứu được Âu Lục tránh khỏi đại nạn. Camelo vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ gì về chuyện này, dù sao Andre cũng không thể gạt họ. Chỉ là họ nào biết mọi chuyện đều chỉ là một kiểm tra ẩn lúc đó của Andre. Diệt cả Âu Lục, Tiêu Chính Văn lớn gan quá đấy. Lock Tetis không khỏi hít khí lạnh. Camelo gật đầu nói, ngay cả vua Arthur và Ahesanjin đều chết dưới tay Tiêu Chính Văn, cậu cho rằng cậu ta có năng lực hủy diệt toàn bộ Âu Lục sao? Đây cũng là một lý do quan trọng khiến Andre phải chịu đựng cậu ta hết lần này đến lần khác. Lúc trước 10 gia tộc lớn ở Âu Lục có ai không phải cúi đầu trước cậu ta? Cho dù đến hôm nay, gia tộc Canter vẫn là tay sai trên danh nghĩa của Tiêu Chính Văn. Cậu nghĩ rằng cậu ta có bản lĩnh này không? À. Năm đó Camelo cũng là một trong bốn người phục vụ của Andre, vì vậy ông ta hiểu rất nhiều nội tình. Một kẻ kiêu ngạo như Andre lại buộc phải quỳ dưới chân Tiêu Chính Văn ba lần, điều này rất vô lý. Mãi cho đến khi sắp chết, Andre mới tiết lộ bí mật động trời này. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại lợi hại như vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Lock Tetis vẫn bị sốc trước những lời nói của Camelo. Cho nên mới nói. Dù Tiêu Chính Văn có từng đến Học viện Võ Thuật, nhưng tuyệt đối không có học viên nào có thể so sánh được với địa vị của cậu ta. Cậu đã thấy võ giả nào, giết Phương Thất Lý Tâm mà không bị truy cứu trách nhiệm chưa? Mà Tiêu Chính Văn lại còn giết sạch toàn bộ Vương Thất Lý Tâm, kết quả thế nào? Cậu ta rời đi Âu Lục mà không hề bị thương, từ đó về sau Âu Lục cũng không nhắc tới chuyện này nữa, đây là minh chứng rõ nhất rồi. Lời nói vừa dứt, Lock Tetis mới chợt nhận ra. Khó trách 5 năm trước Phương Thất Lý Tâm đột nhiên đổi chủ, ngay cả hình vẽ trên huy hiệu của gia tộc cũng bị đổi thành ong mật. Vậy nên tôi mới đề nghị nhờ Tiêu Chính Văn giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này, mặc dù cách làm này hơi hèn mọn, nhưng ít nhất có thể đổi lại mọi thứ chúng ta muốn. Camelo nghiêm mặt nói. Nói xong, Camelo chỉ vào ghế sofa bên cạnh nói, hai vị, mời ngồi. Ở đây không có người ngoài. Chuyện ngày hôm nay 10 gia tộc lớn có rất nhiều ý kiến khác nhau. Sau khi Lock Tetis và Enkan đóng cửa phòng làm việc xong mới ngồi xuống đối diện với Camelo. Mặc dù Camelo bây giờ là viện trưởng của Học viện Võ Thuật Âu Lục, thân phận của Lock Tetis cũng không phải là tầm thường, nhưng với Tiêu Chính Văn mà nói thân phận của bọn họ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bây giờ toàn bộ Âu Lục còn có thể liên lạc với Tiêu Chính Văn.
hay nói cách khác, người duy nhất có thể nói chuyện được trước mặt Tiêu Chính Văn chỉ còn gia tộc Canter. Sau một ngày thảo luận, 10 gia tộc lớn ở Âu Lục đã chia thành hai phe, một là phe liên hợp do gia tộc Canter và Camelo đứng đầu, ủng hộ việc mời Tiêu Chính Văn đến Âu Lục. Phe còn lại là phe chủ chiến của một số gia tộc lâu đời nhất quyết không chịu mời Tiêu Chính Văn trở về Âu Lục vì kiêng kỵ Tiêu Chính Văn. Nhưng hầu như ai cũng biết rất rõ rằng lâu đài Versailles không chỉ là một công trình cổ kính, mà còn là biểu tượng cho sự trở về của những thế gia chân chính ở Âu Lục. 10 gia tộc lớn hiện nay chỉ mới lần lượt nổi lên sau khi các gia tộc cổ đại rời ra vùng ngoài lãnh thổ, so với các thế gia chân chính vùng ngoài kia, thế lực của bọn họ cũng không có gì đáng nói. Thực lực của hai bên hoàn toàn không ngang hàng. Vì vậy, ngay cả gia tộc Lock được xưng là thế gia số 1 ở Âu Lục, cũng đã chọn đứng về phía Camelo. Khi mà bạn không đủ sức mạnh, cách tốt nhất là tìm kiếm viện trợ bên ngoài. Thế gia số 1 ở Âu Lục như gia tộc Lock đã thấu hiểu lý lẽ này từ lâu. Uống hồng trà đi. Camelo lấy ra một hộp hồng trà từ trên bàn làm việc rồi đặt ở trên bàn, sau đó lại lấy ra một ít tách pha trà, lần lượt đưa cho Lock Thetis và Encan. Lock Thetis cầm lấy tách trà rồi đặt lên luôn bàn trà trước mặt, cười gượng nói, hiệu trưởng Camelo, thật ra chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Bây giờ, chúng ta đều ở thế yếu. Tôi và gia tộc cũng đang bị bên phía lâu đài Versailles uy hiếp, tôi nghĩ mọi người cũng sống không dễ dàng gì. Gia tộc phái tôi đến đây chủ yếu là để giải quyết khó khăn trước mắt. Qua lời kể của Camelo, Lock Thetis cũng nhận rõ ra rằng so với sống chết, danh lợi ở thế tục chẳng là gì cả. Vậy nên, trong giọng điệu cũng có chút chân thành hơn. Ừ, nói cách khác, hiện giờ chúng ta đều thống nhất đồng ý nhờ cậu Tiêu can thiệp chuyện này. Camelo quay đầu nhìn Lock Thetis nói. Đúng vậy, tôi vừa mới nói chuyện với gia tộc. Gia tộc tôi cũng đồng ý với ý kiến của ông Camelo. Tôi hy vọng ông Camelo có thể sớm ra mặt mời Tiêu Chính Văn tới Âu Lục. Lock Thetis vừa nói vừa lướt những tin nhắn trong điện thoại di động của mình và đưa tới trước mắt Camelo. Chuyện này, e là phải nhờ ông Canter phải ra mặt mới được. Năm đó tôi chỉ là tay sai của Andre, không có tư cách gì để nói chuyện với cậu Tiêu. Camelo nhìn thẳng vào Encan. Tôi thật sự xin lỗi, trước hết tôi phải nói rõ một chuyện, quan hệ của chúng tôi với cậu Tiêu không thân thiết như mọi người nghĩ. Mấy năm trước, gia tộc chúng tôi may mắn giúp đỡ cậu Tiêu một vài việc nhỏ, nhưng 5 năm qua, chúng tôi chưa từng liên lạc với cậu Tiêu. E rằng chỉ dựa vào cái thân già của tôi và Fion cùng tới mời thì cũng rất khó mà mời được cậu Tiêu. Encan nói thật. Muốn nhờ Tiêu Chính Văn ra tay giúp họ, dễ dàng vậy sao? Đừng nói đến bây giờ, cho dù là 5 năm trước muốn nhờ Tiêu Chính Văn ra tay, cũng là chuyện viển vông. Thực ra gia tộc chúng tôi cũng đã tính đến chuyện này. Để bày tỏ lòng thành của gia tộc Lock, chúng tôi bằng lòng bỏ ra một gốc hoa tử tiêu. Lock Thetis nói và giơ một ngón tay lên. Một gốc hoa tử tiêu. Nếu nói hoa tử tiêu hiện nay quả thực vô cùng rất hiếm, nhưng cái giá cũng quá thấp, nghĩ Tiêu Chính Văn là ai chứ? Cậu Lock Thetis, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm một chuyện. Vốn Tiêu Chính Văn chính là vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Chỉ vài giờ trước, cậu ta vừa thống lĩnh võ tông Hoa Quốc, tiêu diệt hết tinh anh võ thuật của Vi Hào. Cậu cho rằng người Vi Hào có trong tay bao nhiêu hoa tử tiêu? Những đóa hoa tử tiêu này là thứ người võ tông dám giấu riêng sao? Encan lạnh lùng nói. Bảo ông ta cầm một bông hoa tử tiêu đi mời Tiêu Chính Văn ư. Thà đưa thẳng cho ông ta một con dao rồi để ông ta tự sát. Ông Canter, ý ông là chúng tôi bỏ ra quá ít sao? Thực ra gia tộc chúng tôi vô cùng bái phục thực lực của Tiêu Chính Văn, nhưng với tư cách là một quý tộc chân chính ở Âu Lục, tôi có điều không biết có nên nói hay không. Vẻ mặt Lock Thetis trịnh trọng nói. Có thể, nhân lúc tất cả còn chưa quá muộn, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng. Encan khẽ gật đầu. Ông Canter, gia tộc Lock chúng tôi chưa từng qua lại với Tiêu Chính Văn, chúng tôi không biết tính tình của cậu ta đồng thời càng không muốn biết. Nói thật, chúng tôi ở vùng ngoài lãnh thổ cũng có bối cảnh và chỗ dựa vững chắc, chỉ là bây giờ chiến sự vùng ngoài lãnh thổ căng thẳng, không thể tìm được người thích hợp mà thôi. Hơn nữa, trước đây Tiêu Chính Văn làm việc quá tuyệt tình, sau này người của năm đại danh Sơn trở về nhất định sẽ gây bất lợi cho cậu ta. Về phương diện này, gia tộc chúng tôi có thể giúp được cậu ta. Nói cách khác, đây chúng tôi gọi là giúp đỡ lẫn nhau, và lại, có thể làm việc cho quý tộc Âu Lục chính gốc như chúng tôi,
là một người Hoa quốc thấp hèn, cậu ta nên cảm thấy vinh, bộp. Lock Tetis còn chưa nói xong, Enkan đã đập bàn đứng bật dậy. Lock Tetis, niệm tình cậu còn là một đứa trẻ, tôi không muốn tính toán với cậu. Nếu những lời này là từ miệng trưởng lão của cậu nói ra, gia tộc Canter chúng tôi nhất định phải xử lý rõ ràng với gia tộc Lock của cậu. Còn nữa, cậu cho rằng mình cao quý sao? Năm đó có rất nhiều người cao quý hơn cậu gấp hàng chục, hàng trăm lần, nhưng kết quả thì sao? Cậu đi hỏi các trưởng lão trong gia tộc của cậu xem có phải quỳ xuống dưới chân cậu Tiêu không? Có từng dập đầu trước cậu Tiêu không? Cậu cao quý sao? Hừ, giữa xác chết và người sống, tôi thấy người sống mới thật sự cao quý, xác chết thì đến cả hai từ thấp kém cũng không xứng. Lock Tetis không ngờ rằng Enkan sẽ đột nhiên nổi trận lôi đình, nhất thời sững sờ tại chỗ. Ông Canter, mong ông bớt giận. Dù sao thì ngoài gia tộc Canter ra, những gia tộc khác đều không qua lại nhiều với cậu Tiêu. Camelo nhìn thấy Enkan tức giận, vội vàng đứng dậy hòa giải. Enkan hít một hơi thật sâu, nếu không phải nể mặt Camelo thì ông ta đã đạp cửa mà bỏ đi từ lâu rồi. Ông ta đã tiếp xúc với Tiêu Chính Văn không ít lần, ông ta biết rất rõ thủ đoạn và tính khí của Tiêu Chính Văn. Ngay cả khi thực sự mời được Tiêu Chính Văn, chỉ với những lời nói ban nãy của Lock Tetis đã cho thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Từ trong đáy lòng, những người này không hề coi trọng Tiêu Chính Văn, thật ra họ vẫn lấy thân phận quý tộc của mình ra mà khăng khăng cho rằng chút quan hệ vùng ngoài lãnh thổ của họ có thể đem ra khoe khoang trước mặt Tiêu Chính Văn. Điều này ngu ngốc đến mức nào? Enkan không muốn vì chuyện này mà phá hủy mối quan hệ giữa gia tộc Canter và Tiêu Chính Văn. Tôi hy vọng các cậu nhìn thẳng vào bản thân mình. Nói đến quý tộc, Tiêu Chính Văn chính là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, không chỉ có địa vị rất cao ở Võ Tông, mà trong giới chính trị Hoa Quốc, cậu ta cũng là người rất có tiếng nói. Nếu nói đến thực lực vùng ngoài lãnh thổ, năm đại danh Sơn ở Hoa Quốc thì sao? Truyền thừa của Hằng Sơn cũng bị người ta chặt đứt trong một nhát. Cậu cho rằng cái đầu của cậu cứng hơn cả Hằng Sơn sao? Sau khi bị Enkan dạy dỗ một trận, Lock Tetis không dám có chút phản bác lại. Người ta đều nói sự thật, lần này không mời được Tiêu Chính Văn, không bao lâu nữa gia tộc Lock cũng sẽ bị lâu đài Vexai thôn tính, lúc đó, một con chó mất chủ như hắn thì quý tộc cái thá gì nữa. Ông Kante, vậy theo ý ông, lẽ nào còn bắt chúng tôi đích thân đi mời Tiêu Chính Văn sao? Lock Tetis ngẩng đầu lên hỏi, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh. Đương nhiên, nếu không cậu cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ nhanh chóng tới đây chỉ vì một cuộc điện thoại từ gia tộc Canter chúng tôi sao? Cậu đánh giá quá cao gia tộc Canter chúng ta rồi, ngay cả tộc trưởng là tôi đây cũng không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Enkan nói không do dự. Phù, nghe vậy, khuôn mặt của Lock Tetis càng lúc càng trở nên khó coi. Nếu hắn thực sự thay mặt cho gia tộc và đi đến Hoa Quốc ngàn dặm xa xôi để mời Tiêu Chính Văn, đây không phải việc khiến các gia tộc khác ở Âu Lục cười đến chảy nước mắt sao? Ông Enkan, tôi không thể làm chủ được chuyện lớn như vậy, dù sao cũng có liên quan đến thanh danh của gia tộc Lock chúng tôi, vậy nên, muốn mời cậu Tiêu ra mặt thì phải thể hiện ra chút thành ý của gia tộc các cậu, nếu không, gia tộc Canter của chúng tôi sẽ đơn phương rút lui khỏi hội nghị liên tịch của 10 gia tộc lớn. Gia tộc chúng tôi cũng sẽ không nhắc gì tới việc lâu đài Vexai nữa. Enkan lạnh giọng nói không chút khách khí. Nếu không có gia tộc Canter đứng giữa làm trung gian, chuyện này cũng chỉ có thể đến đây mà thôi. Camelo cũng nhìn Lock Tetis nói. Cái gì? Lock Tetis gần như choáng váng ngay tại chỗ, hiển nhiên ngay từ đầu Camelo và Enkan đã đứng trên một thuyền rồi. Lâu đài Vexai đoạt được quyền lực ở Âu Lục, bị ảnh hưởng và tổn hại nhiều nhất chính là gia tộc Lock. Đối với học viện võ thuật mà nói, chỉ là đổi chủ mà thôi. Đối với gia tộc Canter, chỉ càng tăng tốc ôm chặt lấy chân của Tiêu Chính Văn mà thôi. Mà gia tộc Lock chỉ có thể tự sinh tự diệt. Nghĩ tới đây, Lock Tetis cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, vì lợi ích của gia tộc, tôi sẵn sàng lấy tư cách cá nhân, không? Phải là tư cách cả gia tộc Lock của cậu, còn bản thân cậu, Enkan cười khinh thường, liên tục lắc đầu. Lock Tetis được hưởng một số đặc quyền ở Âu Lục, hơn nữa còn có địa vị cao, nhưng những điều này quả thật không đáng nói trước mặt Tiêu Chính Văn, thậm chí không đủ tư cách để gặp Tiêu Chính Văn một lần. Ông, Lock Tetis nghiến răng bất mãn, nhưng dù sao thì thế lực cũng đè bẹp người, cuối cùng thì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận mọi yêu cầu của Enkan. Buổi chiều cùng ngày, dưới sự dẫn dắt của Enkan,
mọi người bay thẳng đến Hoa Quốc. Ngay khi xuống máy bay, mọi người lập tức liên lạc được với Hắc Băng Đài, khi biết Tiêu Chính Văn đang nghỉ ngơi tại dinh thự ngoại ô Long Kinh, bọn họ lập tức chạy tới. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng đang chuẩn bị mọi thứ để tới Âu Lục, cái chết của Long Lân luôn là một nỗi đau không thể xóa nhòa trong đáy lòng Tiêu Chính Văn. Anh tuyệt đối không cho phép những chuyện tương tự xảy ra với Long Nguyệt và Long Hình. Đúng lúc này, một người bảo vệ vội vàng đi vào, báo cáo với Tiêu Chính Văn, báo cáo vua Bắc Lương. Ngoài cửa có một đám đông xin được gặp ngài. Một đám đông, Tiêu Chính Văn đầu tiên cau mày, sau đó nghi ngờ hỏi, là ai? Tôi không biết, bên kia chỉ đưa cho tôi một tấm danh thiếp, mời ngài xem qua. Người bảo vệ hai tay đưa một tấm danh thiếp cho Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy bên trên viết tên của Enkan và Fion, Tiêu Chính Văn gật đầu nói, được rồi, để họ vào. Trong thời gian ngắn, đám người Enkan đã được đưa vào phòng khách. Để có thể mời Tiêu Chính Văn, Enkan còn đưa Fion đi cùng, dù sao thì trong suốt thời gian ở Âu Lục, Fion đã luôn ở bên cạnh Tiêu Chính Văn và có quan hệ thân thiết nhất với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, đã lâu không gặp, lần đầu tiên Fion nhìn thấy Tiêu Chính Văn, hắn đã cúi đầu thật sâu. Enkan cũng nhanh chóng bước tới và hành lễ với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, rất vinh dự có thể được gặp lại cậu. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, liếc nhìn mấy người da trắng phía sau hai người, vẫy tay, ngồi đi. Sau khi cảm ơn, Enkan mới quay đầu lại nói với những người phía sau, đây là anh Tiêu. Thật ra, kể từ lúc đến phòng khách, Lock Thetis đã âm thầm đánh giá Tiêu Chính Văn. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là dù hắn nhìn thế nào đi nữa, Tiêu Chính Văn trông vẫn chẳng khác gì một người bình thường. Không thể nhìn ra được sức mạnh thực sự của Tiêu Chính Văn. Trong lòng Lock Thetis không khỏi ngạc nhiên, đối phương dù mạnh đến đâu cũng không thể nào giống một người thường được chứ. Hắn cũng đã từng nhìn thấy cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương, loại cảm giác áp bức thậm chí có thể khiến những người xung quanh vô cùng khó thở. Nhưng Tiêu Chính Văn lại cho mọi người cảm giác bình yên và thậm chí còn khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Không chỉ vậy, chỉ tính riêng vẻ bên ngoài, Tiêu Chính Văn không quá 30 tuổi, có thể sát phạt quyết đoán, chi phối tranh đấu giữa giới chính trị và võ tông Hoa Quốc, dẹp yên năm đại danh sơn, quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đây là đại diện của gia tộc Lock, cậu Lock Thetis. Sau khi ngồi vào chỗ, Enkan giới thiệu với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ gật đầu ra hiệu với Lock Thetis, sau đó cầm tách trà lên nhấp một ngụm trà. Hành động của Tiêu Chính Văn không khỏi khiến Lock Thetis khẽ cau mày. Dù gì hắn cũng là người đại diện của gia tộc Lock, người như Tiêu Chính Văn thì không thể thiếu hiểu biết như vậy được chứ. Lẽ nào đến danh hiệu gia tộc số 1 Âu Lục cũng chưa nghe sao? Không bắt tay với mình thì cũng thôi đi, thậm chí hừ cũng không hừ một tiếng, chỉ gật đầu một cái xem như đã là chào hỏi. Có phần quá kiêu ngạo và lỗ mãng rồi. Cho dù nguyên thủ quốc gia của một số nước lớn cũng không dám qua loa như vậy với hắn đâu. Chuyến này các anh tới đây có chuyện gì sao? Tiêu Chính Văn hoàn toàn không để ý Lock Thetis, thay vào đó nhìn Fion hỏi. Anh Tiêu, sự việc là như thế này, chúng tôi muốn, Fion còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã khẽ xua tay nói, e rằng tôi không đồng ý được, trước mắt có một số việc gấp cần giải quyết, một thời gian nữa rồi nói. Ồ, Fion không khỏi ngượng ngùng nhìn ông nội mình, lúc nãy khi Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng Fion còn cảm thấy có chút mừng thầm, chỉ cần có thể mời được Tiêu Chính Văn ra mặt, vậy coi như bản thân đã lập được công lớn cho gia tộc. Không ngờ, còn chưa kịp nói rõ ý định của mình, Tiêu Chính Văn đã từ chối. Thấy vậy, Lock Thetis càng nhíu mày chặt hơn, không ngờ Tiêu Chính Văn lại ngông cuồng như vậy. Bọn họ đã đích thân tới mời rồi, Tiêu Chính Văn thì hay rồi. Hỏi cũng chưa hỏi một tiếng đã từ chối luôn. Anh Tiêu, chuyện là như thế này, hiện nay ở Âu Lục cũng đang phải chịu đựng nỗi khổ do cường giả vùng ngoài lãnh thổ mang tới. Lâu đài Vexai càng ngày càng muốn nuốt chửng lấy quyền lực ở Âu Lục. Nếu bọn họ kiểm soát Âu Lục, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Hoa Quốc. Enkan vội nói hết những lời trong lòng ra. Âu Lục, lâu đài Vexai, e rằng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Bất kể là ai nắm trong tay Âu Lục, tôi tin tưởng đều sẽ không dễ dàng đụng vào Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vô cùng bình tĩnh và tự tin nói. Chuyện này, nghe đến đây, Enkan cũng ngẩn người. Chuyện này từ đầu đến cuối thật sự không liên quan gì đến Tiêu Chính Văn, về phần ảnh hưởng đến Hoa Quốc, cũng chỉ là lời nói của ông ta mà thôi.
lúc này, ai dám đụng tới Hoa Quốc chứ? Ví dụ đẫm máu của Vi Hào vẫn còn đang ở ngay trước mắt. Mọi người có mặt ở đó đều đưa mắt nhìn nhau. Thấy mọi người đều gật đầu ra hiệu cho En Can, ông ta mới lấy hết can đảm nói, cậu Tiêu, mặc dù người Âu Lục chúng tôi không hiểu lễ nghi của phương Đông, nhưng chúng tôi cũng biết không thể để cậu giúp không công. Nói rồi En Can rời tầm mắt nhìn sang đám người Lock Thetis. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì với gia tộc Canter nên gia tộc Canter không định trả một xu nào. Lock Thetis thận trọng lấy một cái hộp gỗ nhỏ từ trong túi ra, sau khi mở nắp vội cười nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, đây là chút tâm ý của chúng tôi, mong cậu nhận cho. Tiêu Chính Văn liếc nhìn 5 cây hoa tử tiêu trong hộp, cười khẩy nói, tâm ý. Không cần đâu, cất vào đi. Nghe nói thế mọi người không khỏi sửng sốt. 5 cây hoa tử tiêu đã là món quà quá đắt giá với họ rồi. Phải biết là dù ở Âu Lục thì hoa tử tiêu cũng cực kỳ khó tìm. 5 cây hoa tử tiêu này vẫn là do mấy gia tộc lớn nhịn đau góp lại. Nhưng không ngờ lại không lọt vào mắt Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, thật ra chúng tôi có thành ý thật, cho dù cậu có yêu cầu thế nào, chúng tôi đều có thể cố gắng đáp ứng. Nhiệm vụ lần này của Canter là trung gian giảng hòa. Thế nên dù Tiêu Chính Văn ra lệnh đuổi khách, ông ta cũng phải cứng rắn giao tiếp. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn hai ông cháu gia tộc Canter cười khẩy nói, 5 cây hoa tử tiên cũng quá tầm thường với Hoa Quốc tôi. Nghĩ chắc ông cũng rõ, sáng hôm nay Vi Hào đã bị chiếm đóng, chỉ trận này trên dưới Vi Hào gần 200 cây hoa tử tiêu đều đã thuộc về Hoa Quốc. Nghe anh nói thế, mọi người không khỏi nuốt nước bọt. 200 cây, lấy hết số còn lại của mấy gia tộc lớn góp lại cũng không nhiều như thế. Thật ra Tiêu Chính Văn cũng không hề nói khoác, mặc dù bây giờ còn có người võ tông đang tìm và thu gom ở Vi Hào, nhưng con số này chỉ có nhiều chứ không ít. Hơn nữa Tiêu Chính Văn cũng không phải không biết chuyện xảy ra ở Âu Lục. Trước đó Long Ngao và Tần Vũ đã kể lại hết mọi chuyện lớn xảy ra gần đây của Âu Lục cho Tiêu Chính Văn. Như En Can đã nói, lúc này Âu Lục cũng gặp vấn đề giống Hoa Quốc. Lâu đài Vexai đang đóng vai năm đại danh sơn của Hoa Quốc. Không bao lâu nữa quyền lực của Âu Lục chắc chắn sẽ rơi vào tay lâu đài Vexai. Hơn nữa lần này người xảy ra mâu thuẫn với mấy người Long Nguyệt chính là lâu đài Vexai. Từ lần trước sau khi Tiêu Chính Văn dẫn quân dẹp yên bọn Man Di, địa vị của võ giả Hoa Quốc trên thế giới đã cao lên không ít. Lại vì linh khí được khôi phục, lượng lớn tài nguyên trong nước gần như đều bị năm đại danh sơn chiếm hết, không ít võ giả Hoa Quốc chỉ đành vượt đại dương xa xôi ra khỏi Hoa Quốc đều phát triển. Thế nên bên phía Vexai cũng không biết rõ thân phận của Long Nguyệt và Long Hình, chỉ nghĩ hai người họ là vài võ giả tầm thường bị năm đại danh sơn Hoa Quốc đẩy đến biên giới. Bất kể lâu đài Vexai và 10 gia tộc lớn hòa hay chiến thì họ cũng đều là người Âu Lục, thế nên Tiêu Chính Văn đâu thể dễ dàng làm theo ý họ. Cậu Tiêu, không giấu gì cậu, dù lấy hết toàn bộ mấy gia tộc lớn chúng tôi cũng không góp đủ 200 cây hoa tử tiêu, mong cậu Tiêu nể tình xưa kia ra tay giúp đỡ. En Can bất lực, khổ sở cầu xin Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn im lặng hồi lâu rồi giơ một ngón tay lên nói, 100 cây. Hả? Sắc mặt En Can thay đổi, sau đó quay đầu lại nhìn những người khác. 100 cây, Lock Thetis chảy mồ hôi lạnh, đây rõ ràng là tống tiền một cách trắng trợn. Cậu Tiêu, 100 cây có phải hơi nhiều quá rồi không? Cả Âu Lục chúng tôi trong 5 năm cũng không tìm được nhiều cây tử tiêu như thế, hơn nữa năm gia tộc lớn chúng tôi, không để Lock Thetis nói hết câu, Tiêu Chính Văn xua tay nói, tôi nghĩ các người nhầm lẫn một chuyện. Là các người muốn nhờ tôi giúp chứ không phải tôi muốn nhờ các người giúp. Nên là mọi điều kiện đều do tôi quyết định. Hơn nữa đây đã là ưu đãi rồi, nếu không chuyện xảy ra ở Vi Hào cũng có thể sẽ xảy ra ở lâu đài Vexai trong một năm sau. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Ý trong lời nói của anh đã rõ ràng, dù năm gia tộc họ không đưa thì sau này Tiêu Chính Văn hoàn toàn có thể đến lâu đài Vexai để giành lấy. Cậu Tiêu, chuyện này có thể bàn bạc không? En Can lau mồ hôi lạnh trên trán thấp giọng nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. 100 cây là giới hạn của Tiêu Chính Văn. Thiếu một cây Tiêu Chính Văn cũng không thể gật đầu đồng ý. Cũng giống như Âu Lục đang trừng phạt Hoa Quốc bằng chế tài kinh tế vào mười mấy năm trước. Chẳng qua lần này tình thế bị đảo ngược, người ta có câu phong thủy xoay chuyển dòng chảy,
bây giờ cũng đến lượt Âu Lục phải trả giá. Anh Lockhartis, 100 cây đã là giới hạn của cậu Tiêu rồi, nếu không chúng ta góp chung lại nhé. Incan lộ ra vẻ khó xử nói. Cái gì, góp lại, Lockhartis nghiến răng vang lên tiếng ken két, thì ra gia tộc Canter các người keo kiệt như thế à? Nói thì dễ, góp chung 100 cây tử tiêu cho Tiêu Chính Văn, nhưng bây giúp gia tộc Lock giàu nhất cũng chỉ có chưa đến 30 cây. Ba gia tộc khác góp lại có thể lấy ra 70 cây đã là hạn cực rồi. Đó là hoa tử tiêu chứ không phỉa bắp cải mà có thể lấy tùy ý ở đâu cũng được. Lockhartis hít sâu một hơi, không quan tâm đến Incan mà nói thẳng với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu muốn từ chối tôi bằng cách này sao? Cứ đi thong thả, không tiễn. Nói rồi Tiêu Chính Văn đứng dậy định rời đi. Fionn không khỏi lắc đầu cười khổ, Tiêu Chính Văn vẫn luôn ngang ngược như thế, chỉ cần nói ra thì chắc chắn không đổi ý. Muốn Tiêu Chính Văn đổi ý còn khó hơn lên trời. Hơn nữa với thân phận địa vị trong giới võ thuật thế giới hiện giờ của Tiêu Chính Văn, dù có hét lên 500 cây tử tiêu, Âu Lục cũng chỉ đành chấp nhận. Khoan đã, Lockhartis vội đứng lên nuốt nước bọt nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu cho phép tôi gọi về bàn bạc với người trong nhà. Chuyện đã đến nước này, Lockhartis cũng chỉ đành cúi đầu chịu thua trước Tiêu Chính Văn. Ngay lúc này trong một thành phố nhỏ bên cạnh Thánh Vực, Long Nguyệt và Long Hình đang sải bước đi trên đường phố. Thành phố nhỏ này ngày thường hầu như rất ít người qua lại vì nằm gần sa mạc. Nhưng trong 1-2 năm nay lại trở thành thành phố lớn sầm uất nhất ở khu vực Trung Tây. Hơn nữa người tụ tập về đây ai cũng là người có giá trị thân phận cực cao, đa số đều là cao thủ võ thuật. Thậm chí kéo bừa một người ở trên đường, thực lực cũng ở trên cảnh giới chuẩn thiên thần. Chỉ vì sau khi linh khí được khôi phục, liên tục có lời đồn Thánh Vực sắp mở mới khiến cao thủ Âu Lục và Phi Lục đều chú ý nhiều đến thành phố nhỏ không nổi tiếng này. Chỉ là người đi trên đường khi nhìn thấy Long Nguyệt và Long Hình đều chủ động né ra một con đường. Không phải là thân phận của hai người họ đặc biệt mà là vì con trai chủ tịch thành phố này sẽ có trận quyết đấu với hai người họ vào ngày hôm sau. Nghe nói thành phố nhỏ này và Hoa Quốc không có mối quan hệ lợi ích nào, con trai chủ tịch thành phố càng không cần phải ra mặt vì lâu đài Vexai. Nhưng có thể giết được hai cao thủ Hoa Quốc lại có ý nghĩa không tầm thường với người thừa kế của thành phố nhỏ này. Từ khi thế giới cúi đầu chịu thua trước Hoa Quốc 5 năm trước, cho dù là người Hoa Quốc bình thường thì cũng có thể tung hoành ở khắp các nơi trên thế giới chứ đừng nói là giết cường giả Hoa Quốc. Mặc dù trận đấu vẫn chưa bắt đầu, nhưng con trai chủ tịch thành phố đó đang ngày càng có tiếng nói trong quần chúng nhân dân địa phương. Xem ra ngày mai rất có thể chúng ta sẽ trở thành đá lót chân cho con trai chủ tịch thành phố này mất. Dư Quang Long Hình liếc nhìn người đi đường xung quanh, nói với Long Nguyệt. Ý anh là người tên kiếm thánh kia à? Long Nguyệt nở nụ cười khinh bỉ nói, từ xưa đến nay, kẻ dám tự xưng là thánh nhân thường sẽ không có kết cục tốt đẹp, dù là Long Vương cũng không dám tự xưng là kiếm thánh. Từ xưa tới nay, không ít con cưng của trời đều thích tự xưng là vương hoặc thánh. Thế nhưng lúc nào thì kết cục của loại người này cũng là thảm nhất. Dù đối phương là người thừa kế của gia tộc cổ xưa và thần bí nhất thánh vực, thế nhưng Long Hình vẫn ngập tràn sự tự tin. Tâm pháp và cả trận pháp mà Tiêu Chính Văn truyền lại cho bọn họ đều là số một hiện giờ. Về điểm này, chỉ dựa vào việc Tiêu Chính Văn liên tiếp giết chết mấy bán bộ nhân vương và giết sạch đám đệ tử của năm đại danh sơn đã chứng minh được rồi. Khi hai người Long Nguyệt và Long Hình liên tiếp đột phá khỏi những trói buộc của cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao thì càng thêm rõ hơn, tâm pháp mà Tiêu Chính Văn truyền thụ cho họ khủng bố tới độ nào. Long Nguyệt giờ đã lĩnh hội được rõ nguyên khí. Ngoài ra còn có thể vận dụng được thành thạo. Đừng nói là ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, dù là rất nhiều cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương thì cũng chỉ cảm nhận được nguyên khí mà thôi, muốn vận dụng thành thạo thì vẫn khó như lên trời. Đây không chỉ đơn giản là cách biệt về mặt cảnh giới mà đối với năng lực kiểm soát sức mạnh của đất trời hoàn toàn không ở trên cùng một cấp bậc. Thân là một võ giả, chỉ dựa vào thực lực tự thân, cuối cùng cũng sẽ đạt tới cực hạn. Thế nhưng sức mạnh của đất trời lại là vô hạn. Thật ra tôi không hề lo lắng về kiếm thánh gì đó mà là người đứng sau lưng hắn. Người ra chiến thư với chúng ta là lâu đài Vexai, thế nhưng người ra tay lại không có chút quan hệ gì với lâu đài Vexai. Bên trong nhất định có ẩn ý. Nếu đổi lại là tôi cũng nhất định sẽ cho phép người ngoài giành thắng lợi. Long Hình hơi lo lắng nói.
Dẫu sao hiện giờ xem ra cảnh giới thiên thần 4 sao đã không còn là cảnh giới cao nhất nữa rồi, cao thủ ở cảnh giới nhân vương của Âu Lục và Phi Lục đã trở về từ lâu. Với thực lực của hai người bọn họ, ứng chiến với bán bộ nhân vương còn khó khăn chứ chưa nói tới cao thủ ở cảnh giới nhân vương. Dù người đứng sau lưng bọn họ ra tay, muốn giữ lại chúng ta cũng không đơn giản như thế. Thập đại long vệ của Điện Thần Long đang trên đường tới nơi này rồi, nếu như bọn họ không tuân thủ quy tắc, vậy thì cứ làm to chuyện lên cho long trời lở đất. Long Nguyệt nói với vẻ mặt vô cùng kiên định. Thật ra Long Nguyệt đã nhận được tin báo từ lâu, Tiêu Chính Văn đã dẫn người công phá hộ quốc đại trận của Vi Hào, hơn nữa còn là một trận chiến thành danh. Bây giờ, chỉ cần bọn họ nói ra tên tuổi của Tiêu Chính Văn, đừng nói là thành phố nhỏ này, ngay cả lâu đài Vesio cũng tuyệt đối không dám ngăn cản bọn họ trở về Hoa Quốc. Thế nhưng mãi tới bây giờ, Long Nguyệt và Long Hình đều không có thân phận rõ ràng chính là vì không muốn bôi đen Điện Thần Long. Đồng thời, bên trong cũng có cả sự kiêu ngạo của hai người Long Nguyệt và Long Hình nữa. Thân là một trong số tứ đại Long Tôn của Điện Thần Long, 5 năm Chu Os bọn họ có thể xé tan phong vân, ngày hôm nay của 5 năm sau cũng có thể càn quét thiên hạ như thế. Cũng tốt, trong vòng 5 năm này, rất nhiều người đều quên mất vẫn còn sự tồn tại của Điện Thiên Long, nên khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi được rồi. Nói xong, hai người bước nhanh trở về khách sạn để chuẩn bị cho trận quyết chiến lần này. Phía xa, trong một tiệm bán trà, Tiêu Chính Văn vừa thưởng trà vừa mỉm cười nhìn về phía bóng lưng của hai người bọn họ. Cùng lúc này, bên trong tòa nhà của chủ tịch thành phố đang tổ chức một bữa tiệc cá nhân thanh thế lẫy lừng. Vô số mỹ nữ mặc bikini đi qua đi lại trong đám người, thi thoảng còn trêu ghẹo cười đùa với cậu chủ mấy gia đình giàu có xung quanh. Bên trên bảo tọa đặt ở chính giữa, một nam thanh niên tay cầm một thanh kiếm dài chừng 1 mét, quan sát tất cả những gì diễn ra trước mắt với vẻ cao ngạo. Người này có vẻ ngoài hết sức anh tuấn, hơn nữa cả người còn cơ bắp tráng kiện, thoạt nhìn càng thêm mạnh mẽ có lực. Có mười mấy mỹ nữ mặc áo tắm đang ngồi bên cạnh hắn, thi thoảng còn bón hoa quả và rượu ngon vào trong miệng cho hắn. Cậu chủ Lamer, thanh kiếm này của anh trông sắc bén và uy vũ thật đấy. Một cô gái trong số đó nũng nịu nhào vào lòng nam thanh niên mà nói. Trên mặt nam thanh niên cũng lộ ra một nụ cười đắc ý. Vào 2 ngày trước đó, hắn đã tự tay giết chết 2 cường giả ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao ở Kandahar của Phi Lục. Có thể dựa vào sức mình chiến đấu với 2 cường địch lớn, hơn nữa còn giết hết cả đôi dù ở cùng cấp bậc, điều này đã đủ để chứng minh thực lực của hắn khủng bố tới độ nào. Chỉ cần giết chết thêm 2 người nữa là tôi có thể nhận được lời mời gia nhập vào lâu đài Vexai rồi. Lamer hết sức đắc ý nói. Nghe thấy lời này, ngay cả mấy nam thanh niên cùng thế hệ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâu đài Vexai không phải nói gia nhập là có thể gia nhập vào, hơn nữa, người bình thường căn bản không thể đáp ứng được điều kiện để gia nhập vào lâu đài Vexai. Giết chết 2 người Hoa Quốc đó là có thể gia nhập vào lâu đài Vexai. Một nam thanh niên ngồi bên cạnh nhíu mày hỏi. Người Hoa Quốc, hừ, cậu đã quá coi thường bọn chúng rồi, theo như tôi được biết, 2 người bọn chúng đều là người của Điện Thần Long. Khóe miệng Lamer nhếch lên, lộ ra một nụ cười thâm độc. Chẳng bao lâu sau, khi bọn họ nghe thấy 3 chữ Điện Thần Long thì gần như ai ai cũng kinh ngạc khiếp đảm. Thế nhưng bây giờ thì sao? Lâu đài Vexai đã trở thành chỗ dựa thật sự của Âu Lục bọn họ. Hắn tin rằng chỉ cần bản thân gia nhập được vào lâu đài Vexai, đừng nói là giết 2 Long Tôn của Điện Thần Long, dù có giết Điện Chủ Điện Thần Long thì cũng tuyệt đối không có ai dám truy cứu sâu chuyện này. Đúng vào lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen bước nhanh tới bên cạnh Lamer. Nhỏ giọng nói, cậu chủ, bọn họ đang ở trong khách sạn Đạt Phi. Đừng thấy hắn chỉ là một tên đàn em ở bên cạnh Lamer, thế nhưng cũng có thực lực ở cảnh giới thiên thần, chỉ dựa vào điểm này thôi cũng không khó để nhìn ra chủ tịch tỉnh của thành phố nhỏ này không hề đơn giản. Ừ, cử người tới trông coi bọn chúng, chỉ cần bọn chúng dám chạy thì chém đầu ngay tại chỗ cho tôi. Lamer lạnh lùng nói. Rõ. Người báo tin đó đáp lời một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi tòa nhà chủ tịch thành phố. Biết rõ đối phương là người của Điện Thần Long, làm như vậy e là không ổn nhỉ. Nam thanh niên bên cạnh nhíu mày nói. Rất rõ ràng, hắn vẫn hết sức kiêng nể Điện Thần Long. Hắc, anh nhát gan quá rồi đấy, tôi không thể không thừa nhận Điện Thần Long của 5 năm trước quả thực rất uy phong, ngay cả tôi cũng phải kiêng nể bọn họ vài phần,
đáng tiếc là vật đổi sao rời rồi. Đắc tội với người của lâu đài Versailles mà còn muốn đứng vững ở Âu Lục. Đúng thật là người ngu nói chuyện viển vông. La Mơ rõ ràng không hề bận tâm tới những lời mà đối phương nói, còn cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Theo tôi được biết, thực lực của đối phương cũng không yếu, trận chiến này, sao hả, anh đang hoài nghi thanh kiếm trong tay tôi không đủ nhanh à. Biểu cảm của La Mơ đột nhiên trở nên lạnh băng. Hắc thấy trên mặt La Mơ lóe lên sát khí thì vội vàng xua tay nói, không, cậu chủ La Mơ, tôi nghĩ là anh hiểu nhầm rồi, tôi chỉ lo cho an nguy của anh mà thôi. Hừ, chỉ là hai tên yếu kém ở cảnh giới thiên thần 4 sao mà thôi, đừng nói là một đấu một, dù là một đấu hai thì bọn chúng cũng tuyệt đối không còn đường sông. La Mơ vừa nói dứt lời, một giọng nói hồn hậu đột nhiên truyền tới từ sau lưng hắn, ừ, đây mới là lời mà người của nhà họ Hager chúng ta nên nói. Khi mà giọng nói này dừng lại, một người đàn ông trung niên có dáng người cao lớn sải bước đi tới trước mặt La Mơ. Bố, La Mơ nhìn thấy người đàn ông trung niên thì vội vàng hành lễ. Không sai, làm đàn ông nên bá đạo một chút, bất luận đối phương là ai, sau lưng có thế lực lớn tới độ nào, bố vẫn luôn là chỗ dựa kiên cố nhất của con. Người đàn ông trung niên vỗ lên vai La Mơ rồi ngồi xuống. Vâng. Vẻ kiêu ngạo của La Mơ đã giảm đi rất nhiều sau khi đứng trước mặt người đàn ông trung niên này. Con không cần phải lo lắng về trận quyết chiến ngày mai, tất cả bố đã thay con thu xếp xong xuôi cả rồi, dù bọn chúng có bản lĩnh lớn tới độ nào thì cũng có chạy đằng trời. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, cả thành phố đều là của nhà họ Hager, muốn tìm vài cao thủ giúp đỡ không phải quá là dễ dàng hay sao? Nghe thấy lời này, La Mơ không khỏi nhíu mày nói, bố! Con muốn có một trận đấu công bằng với bọn chúng hơn. Cái gì? Người đàn ông trung niên nghe vậy thì không khỏi ngửa mặt cười lớn, vỗ lên vai La Mơ rồi nói, con trai, con vẫn còn quá trẻ. Trên thế giới này làm gì có công bằng nhiều như thế? Lịch sử là do kẻ thắng lợi viết nên, dù không công bằng thì có ai dám tung tin đồn linh tinh. Nghe thấy lời này, La Mơ cũng không phản bác ngược lại. Hơn nữa, chủ tịch thành phố đích thân chọn cao thủ tới thì làm gì có chuyện là đám người bình thường, ít nhất cũng phải ở trên bậc bán bộ nhân vương. Đối phương chỉ là hai con gà còm ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao mà thôi, đừng nói mấy bán bộ nhân vương kia, tùy tiện chọn ra một người cũng đều có thể đoạt lấy tính mạng của hai người họ chỉ trong nháy mắt. Cảm ơn bố, trên mặt La Mơ cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng sâu xa. Mãi tới sáng ngày hôm sau, hai người Long Nguyệt và Long Hình đã tới địa điểm hẹn chiến đầu từ sớm. Thế nhưng loáng một cái, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của đối phương đâu. Đã sắp qua ba tiếng đồng hồ rồi, sao mãi vẫn chưa tới thế? Long Nguyệt nhíu mày, trầm giọng thúc giục. Cứ đợi thêm đã, Long Hình nói, tay cầm bao kiếm rồi nhắm hai mắt lại. Lúc Long Hình và Long Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh công trường Hải Tân đã tấp nập người từ lâu. Gần như mọi người trong thành phố nhỏ này, thậm chí bao gồm cả một số nhân vật lớn đều tới đủ cả, tất cả mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến trận quyết đấu thế kỷ giữa Tiểu Kiếm Thánh và hai cao thủ của Hoa Quốc. Từ sau khi linh khí phục hồi, thành phố nhỏ bé xa xôi này căn bản chưa từng xảy ra trận đại chiến kinh thiên động địa nào. Dù gì trước lúc đó, gần như tất cả mọi người đều đã quên sạch chuyện thánh vực khai mở. Mà số dân của thành phố nhỏ trong sa mạc vốn dĩ đã cực kỳ có hạn chứ chưa nói tới chuyện gì mà cao thủ ở cảnh giới thiên thần. Mà lần này lại là ba cao thủ ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao muốn quyết đấu trên quảng trường, loại náo nhiệt này không phải ngày nào cũng có thể chứng kiến. Trên bức tường thành phía xa cũng có không ít cao thủ đang nhìn về phía quảng trường Hải Tân. Có người còn trực tiếp chen vào trong đám người, mang theo ánh mắt xem xét nhìn về phía hai người Long Nguyệt và Long Hình. Thật ra mọi người đang có mặt căn bản đều không ưa hai người Long Nguyệt. Ở trong mắt bọn họ, Tiểu Kiếm Thánh chính là sự tồn tại không thể chiến thắng. Mấy nam thanh niên từ Âu Lục tới cũng chen vào trong đám người, quan sát hai người Long Nguyệt và Long Hình một lượt. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ thân phận thật sự của hai người Long Nguyệt, có điều trong ánh mắt vẫn mang theo ý cười gian ác. Ngay cả bọn họ cũng không thể không bái phục món đòn mượn dao giết người này của lâu đài Versailles. Điện thần Long không ai bì nổi lại có thể trực tiếp đổ thừa cho chủ tịch của cái thành phố nhỏ bé này, đây rõ ràng chính là một mũi tên túng hia đích. Đối diện với vô số ánh mắt ngập tràn sát khí, hai người Long Hình và Long Nguyệt căn bản chẳng buồn bận tâm,
ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh tới lạ thường. Trong tâm pháp mà Tiêu Chính Văn dạy cho bọn họ, điều quan trọng nhất chính là tâm trạng. Bất luận là lúc nào ở đâu thì đều phải giữ thái độ dù núi Thái Sơn có đổ sụp trước mắt cũng không tỏ ra kinh hãi. Tâm trạng mới chính là pháp môn tối cao nhất của cường giả ở cảnh giới thiên thần. Đúng vào lúc này, mấy luồng khí tức cường đại đã từ xa lại gần, Long Nguyệt và Long Hình gần như mở to hai mắt nhìn về nơi xa cùng một lúc. Bọn họ tới rồi, biểu cảm của Long Hình hơi nghiêm trọng, nhìn về phía một đoàn xe đang tiến tới từ phía xa. Khi chiếc xe sang màu đen dừng lại, Kiếm Thánh La Mơ mở cửa xe ra rồi chậm rãi bước từ trên xe xuống. La Mơ lúc này cầm thanh kiếm dài trong tay, trên người mặc một loại áo giáp rất dày và nặng từ thời kỳ Trung Cổ. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu thẳng lên trên bộ áo giáp đó, lóe lên ánh sáng màu trắng bạc khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngay tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía La Mơ. Khoảnh khắc này, khí thế của hắn cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng giống như một thiên thần hạ phàm, uy phong tám hướng. Dưới sự quan sát của mọi người, La Mơ ngẩng cao đầu và ưỡn ngực bước về phía trung tâm quảng trường. Không ít cô gái đứng xem xung quanh thậm chí đã phải thốt lên đầy kinh ngạc. Trời đất ơi, đây là cậu chủ La Mơ đó sao, ngầu quá đi thôi. Nếu như tôi có thể gả cho cậu chủ La Mơ thì thật là tốt quá. Cậu chủ La Mơ nhất định sẽ giành chiến thắng. Nghe mấy cô gái trẻ này điên cuồng hô lên, gương mặt La Mơ cũng lộ ra vẻ đắc ý không dễ nhận ra. Sau khi đứng vững tại vị trí chính giữa của quảng trường, La Mơ liếc mắt nhìn Long Hình và Long Nguyệt, dùng thanh kiếm dài trong tay chỉ về phía Long Hình, nói, mày tới trước đi. Ánh mắt lạnh băng của Long Hình nhìn về phía La Mơ, đột nhiên giơ tay lên, một thanh kiếm ngắn dài gần 1 mét mạnh mẽ phóng ra. Một tia sáng màu bạc với độ cong kỳ dị lao thẳng về phía ngực của La Mơ. Kiếm Thánh thấy vậy thì lộ ra một nụ cười khinh thường, sau đó vung tay lên, dùng thanh kiếm dài trong tay chém thẳng về phía thanh kiếm sáng chói màu bạc kia. Theo hắn thấy, loại công kích ở cấp độ này rõ ràng chỉ giống như trẻ con chơi nhà tròi, căn bản không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì với hắn. Thế nhưng vào lúc mà thanh kiếm dài trong tay hắn chạm vào thanh kiếm ngắn kia, La Mơ không khỏi kinh ngạc trong lòng. Thanh kiếm này của hắn cứ như thể chém chúng vào một ngọn núi nhỏ vậy. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm dài mà La Mơ vung ra không chỉ bị đập cho văng ngược trở lại. Mà gan bàn tay của hắn cũng bị chấn động cực mạnh, thanh kiếm dài tuột khỏi tay. A! À, khi La Mơ kinh ngạc hô lên, chỉ thấy cơ thể của Long Hình nhanh như điện giật, kéo thành một hư ảnh rất dài trên không trung, chỉ trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt La Mơ. Ngay sau đó, một loạt âm thanh đấm đá lập tức vang lên. Dường như mỗi một đòn đánh của Long Hình đều cực kỳ thô bạo. Có thể nói, vừa mới bắt đầu nhưng La Mơ đã bị đánh cho chạy trối chết, căn bản không phải là đối thủ của Long Hình. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đang đứng xem xung quanh đều kinh ngạc tới rớt cả hàm. Đối với bọn họ mà nói, kết quả này thật sự không thể tin nổi. Sắc mặt của mấy thanh niên từ Âu Lục tới ban nãy cũng vô cùng khó coi. Trước đây La Mơ chém gió tới tận trời, thế nhưng vừa mới ra tay đã bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết luôn rồi. Ngay cả bản thân La Mơ mới ban đầu cũng hết sức kinh ngạc, không phải nên là hoàn toàn áp chế đối phương sao? Sao mới tung ra được một chiêu đã bị đối phương dồn đánh rồi thế này? A, à, La Mơ đột nhiên rú lên một tiếng, khí tức khắp người biến đổi đột ngột, một luồng sát khí vô cùng mãnh liệt dâng lên từ dưới chân hắn. Thế nhưng một giây sau, nắm đấm thép của Long Hình lại giáng xuống, bốp. Cùng với một tiếng vang rất lớn, áo giáp trên người La Mơ bị đánh cho biến dạng. Phần lõm xuống còn cắm thẳng vào xương sườn của La Mơ, đau tới độ hắn phải thét lên không ngừng và vội vàng lùi ra sau. La Mơ của hiện tại nào còn cái dáng kẻ ngạo mạn như ban nãy nữa. Rõ ràng giống như chó nhà có tang, liên tiếp lùi ra sau mười mấy bước rồi mới chỉ vào Long Hình mà nói, thằng danh con Hoa Quốc, mày dám đánh úp tao. Đúng, ngoại trừ việc đánh úp ra thì người Hoa Quốc chúng mày còn biết cái quái gì nữa. Nếu như không phải anh đánh úp cậu chủ La Mơ thì căn bản chẳng thể đánh thắng nổi đâu. Có ngon thì đường đường chính chính giao đấu với cậu chủ La Mơ đi. Ngay tức thì, đám người vây xung quanh cũng đồng loạt chỉ trích. Long Hình cười lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, gật đầu nói, có thể, tao có thể để cho mày ra tay trước, như thế công bằng rồi chứ. Vừa nói dứt lời, Long Hình liền lùi ra sau một bước, đứng cách xa một quãng với La Mơ.
La Mơ lúc này trông vô cùng thảm hại, đặc biệt là bộ áo giáp kia thì ngược lại còn trở thành nỗi phiền toái của hắn, lại thêm nửa ngày trời để cởi bỏ bộ áo giáp đó xuống. Sau khi lau máu trên khóe miệng, La Mơ bật cười lạnh lùng, đột nhiên nhắm vào sau lưng Long Hình mà chỉ điểm. Cẩn thận có mưu. Long Nguyệt vội vàng nhắc nhở. Cùng lúc mà La Mơ chỉ điểm, Long Nguyệt cảm nhận được một cỗ lực đạo vô cùng u tối. Khi La Mơ chỉ điểm ra, bên tai của Long Hình giống như vang lên từng trận thủy triều. Thế nhưng nơi này là một thành phố trong sa mạc, lấy đâu ra nước biển cơ chứ? Cùng lúc này, sau lưng Long Hình không biết đã xuất hiện một ngọn sóng lớn cao cả 100 mét từ lúc nào, cứ thế lao thẳng về phía Long Hình. Thủ pháp giống như của thần này lập tức nhận được những tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Long Hình ngẩng đầu nhìn con sóng lớn cách bản thân chưa tới vài mét, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó giơ một tay lên. Con sóng lớn ngút trời đó trực tiếp hóa thành vô số giọt nước rơi thẳng về phía đám người. Thấy vậy, trên mặt La Mơ ngược lại còn lộ ra một nụ cười nham hiểm. Long Hình quả nhiên trúng kế rồi, chỉ cần hắn đánh tan con sóng biển này thì Long Hình chắc chắn sẽ chết. Nghĩ tới đây, La Mơ đột nhiên giơ thanh kiếm dài ra rồi chém thẳng xuống. Nói thì cũng kỳ lạ, những giọt nước đó đã rơi về phía đám người kia rồi, thế nhưng vào lúc mà La Mơ vung thanh kiếm này lên, tất cả giọt nước gần như đổi hướng cùng một lúc, giống như vô số viên đạn bay về phía Long Hình từ đủ mọi hướng khác nhau. Long Hình cũng như đã có chuẩn bị từ lâu, giơ nắm đấm lên, tung ra một cú đấm hướng về phía những giọt nước đang lao tới phía đối diện, đồng thời gầm lên một tiếng, phá. Một làn sóng khí cực mạnh cứ thế bộc phát ra, vô số giọt nước đang lao tới kia lại bay ngược trở lại. Nhân cơ hội này, Long Hình nhanh như cắt lao thẳng về phía La Mơ. Cơ thể của Long Hình vừa mới rời khỏi vị trí, mặt đất đã bị vô số giọt nước đâm xuyên tạo thành rất nhiều phu lỗ nhỏ. Chuyện này sao có thể? La Mơ chẳng thể ngờ nổi kiến thức bị thất truyền mà hắn lấy làm kiêu ngạo nhất lại không có tác dụng gì ở trước mặt Long Hình. Nhất thời, những nắm đấm như mưa rơi trên người La Mơ. Hắn vừa thay xong áo giáp, lại bị đánh bầm dập thêm lần nữa. Nếu tính về cảnh giới thì La Mơ và Long Hình cũng ngang hàng, hoàn toàn không thể xảy ra tình huống thế này. Đây cũng là điều La Mơ khó hiểu nhất, đối phương rõ ràng là cùng cảnh giới với hắn, sao có thể lấn áp bản thân như vậy được. Thực ra, sự khác biệt ở đây là tính giác ngộ. Sự hiểu biết về trận pháp khác nhau, thực lực khai triển được cũng không cùng đẳng cấp. La Mơ vẫn ở trình độ dựa vào từ trường của chính mình để dẫn động từ trường vũ trụ. Nhưng Long Hình có thể thành thạo vận dụng nguyên khí. Việc này giống như một người đã luyện nội công hơn 20 năm và một người mới luyện võ một tháng, xem thì có vẻ như trình độ của hai người tương đương nhau, nhưng bên trong lại cách biệt một trời. Nhìn thấy cảnh này, Long Nguyệt rốt cuộc cũng yên tâm. Mà trong đám đông đang xem lại có một vài người vẻ mặt vô cùng khó xem, ánh mắt đằng đằng sát khí. Đúng lúc La Mơ không thể cố sức thêm nữa. Một người đàn ông trung niên đang từ xa quan sát cảnh này đột nhiên tiến lên một bước, đi thẳng đến chính giữa quảng trường. Lúc này, La Mơ đã sớm đầy thương tích, làm sao còn sức chống trả lại. Cách biệt của hai người quá xa, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của La Mơ. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, Long Hình cũng ở trong cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, tại sao luồng lực đạo của anh ta lại kỳ dị như vậy? Hơn nữa, cho dù đó là tốc độ hay sức mạnh đều hoàn toàn ở lấn áp hắn, như thể một người đàn ông trưởng thành đang đánh nhau với một đứa trẻ con. Ngay lúc Long Hình chuẩn bị tung cú đấm cuối cùng đánh gục La Mơ, anh ta đột nhiên dùng mình, vội vàng lui về phía sau vài bước. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Rẹt rẹt rẹt, vô số tia sét màu tím to như xô nước đánh thẳng vào chỗ của Long Hình. Cùng lúc đó, trên trời mây đen cuồn cuộn. Giống như một bàn tay to xé nát bầu trời, vô số tia sét đuổi theo đánh vào Long Hình. May mắn thay, tốc độ của Long Hình đủ nhanh, liên tiếp né tránh được công kích. Dù vậy, trong lòng của Long Hình cũng không khỏi trầm xuống, lông tơ dựng ngược lên. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có trào lên ở sâu trong nội tâm, rồi sau đó lan ra cả cơ thể. Ngay sau một tiếng nổ lớn, một tia sét màu tím to đến nỗi vài người ôm không xuể. Đáp thẳng xuống cách Long Hình chưa tới 3 thước. Lúc này, La Mơ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, trong đám người, một ông già bay thẳng lên không trung, lạnh lùng nhìn Long Hình,
cảm giác áp bách giống như một bàn tay to vô hình, ép Long Hình ngay tại chỗ. Bán bộ nhân vương, nhìn thấy ông già này, sắc mặt Long Nguyệt đột nhiên tái nhợt. Nhưng đó không phải là tất cả, trên tường thành lại có thêm vài cao thủ bán bộ nhân vương liên tiếp nhảy xuống từ trong đám đông. Cùng với người đàn ông trung niên trước đó, tổng cộng có 6 vị cao thủ bán bộ nhân vương vây quanh hai người họ. Giờ phút này, cảm giác áp bức mạnh mẽ của 6 vị cao thủ bán bộ nhân vương khiến Long Hình và Long Nguyệt gần như thở không ra hơi, cơ thể càng ngày càng nặng nề, thậm chí đến cả cử động ngón tay cũng khó khăn. Vẻ mặt của 6 vị cao thủ bán bộ nhân vương này vô cùng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí. Sau khi hổn hển thở vài hơi, La Mơ lau vết máu trên khóe miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Các ông có ý gì? Long Hình lạnh lùng nhìn 6 người kia, thái độ đúng mực hỏi. Tuy rằng đối phương chỉ là bán bộ nhân vương, không phải là cao thủ nhân vương thực sự, nhưng đối với người ở cảnh giới thiên thần mà nói, uy lực của bán bộ nhân vương cũng vô cùng đáng sợ rồi. Chưa nói đến 6 người, dù chỉ có một người cũng đủ để xử gọn Long Nguyệt và Long Hình. Dù sao, sức mạnh của họ cũng không thể so sánh được với Tiêu Chính Văn. Ban đầu, Tiêu Chính Văn đã có thể giết cao thủ cảnh giới nhân vương khi còn ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Chính Văn đã có thể thành thạo vận dụng chân khí từ lâu. Không chỉ trình độ cao hơn hai người họ, mà cảnh giới cũng cao hơn. Huống hồ, đối phương người đông thế mạnh. Cho dù cả hai đều ở cảnh giới bán bộ nhân vương cũng không thể hai chọi sáu. Ý gì, chúng tôi chỉ là đang quan sát trận đấu mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến sự công bằng trong cuộc chiến của các người. Người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, sát khí trong mắt ông ta hoàn toàn không thể che giấu. Còn việc ông ta nói chỉ quan sát thì hoàn toàn là nói dối. Với áp lực uy hiếp của 6 cao thủ bán bộ nhân vương, khiến anh ta và Long Nguyệt còn khó cử động, thử hỏi làm sao có thể đấu lại được La Mơ. Giờ phút này, cho dù là Long Hình hay là Long Nguyệt, đều như một con cừu non đang chờ bị làm thịt. Long Hình nghe vậy tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Không phải là không giữ mặt mũi nữa mà đây chính là không biết xấu hổ. Mấy người các ông đều là cao thủ bán bộ nhân vương, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy đối phó với hai hậu bối ở cảnh giới thiên thần như chúng tôi. Lẽ nào các ông không sợ người đời chê cười sao? Long Hình nghiến răng nghiến lợi, lúc này hai chân của anh ta đã không ngừng run rẩy. Không phải là Long Hình đang sợ hãi, nhiều năm trước khi đi theo Tiêu Chính Văn, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, Long Hình từ lâu đã xem nhẹ chuyện sống chết. Đừng nhìn Long Hình lúc này đứng ở đó như không có chuyện gì, thực ra trên lưng anh ta như đè nặng ngàn cân. Nếu không phải có ý chí kiên cường, Long Hình đã sớm không kiên trì được mà quỳ trên mặt đất. Bây giờ Long Hình hy vọng biết bao mình có thể chém chết 6 tên trước mặt này giống như Tiêu Chính Văn chém chết Kiếm Tiên Thiên Sơn. Đáng tiếc là anh ta hoàn toàn không có khả năng đó. Sao nào, chúng tôi chỉ đang quan sát trận đấu, còn không nhúng tay vào. Lẽ nào tôi xem một chút cũng có ảnh hưởng đến việc thi đấu của cậu sao? Người đàn ông trung niên cười chế nhạo. Ý của tiền bối, chúng tôi chỉ có thể thua. Không thể thắng à? Long Hình quật cường ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở phía xa hỏi lại. Ha ha ha, người đàn ông trung niên ngẩng đầu cười lớn, thắng thua dựa vào bản lĩnh thực sự, không phải cậu muốn thắng là thắng được. Sức mạnh của con trai tôi vô cùng vượt trội, há có thể để một tên hoa quốc thấp hèn như cậu thắng được sao? Long Nguyệt bên cạnh đã tức giận đến mức nói không nên lời. Đối phương rõ ràng đang chơi xấu, mấy vị tiền bối. Các ông đánh giá thấp người Hoa Quốc như vậy, lẽ nào không sợ sau này bị tính sổ sao? Hơn nữa, là lâu đài Versailles thách đấu với chúng tôi, không phải là bố con ông. Nếu các ông dùng thủ đoạn này để thắng chúng tôi, sau này, Điện Thần Long sẽ không để yên cho các ông đâu. Long Nguyệt nghiến chặt răng, gian nan mở miệng nói. Đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, chúng tôi chỉ là đến xem một chút, không nhúng tay vào. Người đàn ông trung niên cười gằn cười nói. Răng rác, người đàn ông trung niên vừa dứt lời, sau lưng Long Hình đột nhiên vang lên tiếng gãy xương. Phù, Long Hình quả thật không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu. Các ông không biết xấu hổ, Long Nguyệt nhìn thấy Long Hình bị thương, nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Cho dù Long Nguyệt muốn tới giúp Long Hình, cũng là lực bất tòng tâm. Nhóc con, đây là sự tôn kính mà vãn bối như cô nên có với trưởng bối sao?
chỉ dựa vào câu cô vừa nói đã đáng ăn vả rồi. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên đã vung tay tát một cái. Bốp, Long Nguyệt bị đánh bay ra xa đến mấy mét, khóe miệng chảy ra máu tươi. La Mơ, tiếp tục chiến đấu, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Lúc này La Mơ đã hồi phục đến 7-8 phần, ném luôn bộ giáp đã biến dạng xuống đất, bước về phía Long Hình. Nhóc con, uy phong vừa rồi của cậu đâu rồi? Có phải người Hoa Quốc các cậu đều khờ khạo giống cậu không? La Mơ giễu cợt nói, thế giới này đen tối hơn cậu nghĩ rất nhiều. Đôi khi, sức mạnh không phải là nhân tố quan trọng quyết định thắng thua. Long Hình nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào mặt La Mơ. Sao, cậu không phục à, hay là cậu đánh tôi đi? Nghiến răng nghiến lợi cũng không giải quyết được vấn đề. Như tôi bây giờ có thể đánh cậu thế nào tùy thích, còn cậu thì sao? Đến cả đánh trả lại cũng chỉ là mong ước xa vời. La Mơ nói xong giơ lên tát vào mặt Long Hình một cái. Hèn hạ, lúc này Long Hình trừng mắt đến sắp nứt ra, nhưng tiếc rằng cơ thể của anh ta bị áp lực cường đại giam cầm, hoàn toàn không thể cử động. Ha ha ha, nghe vậy, La Mơ ngửa mặt cười to, chỉ vào mũi Long Hình, nói với đám đông, chỉ dựa vào cậu cũng xứng đắc tội với thế tử lâu đài Vexai sao? Để cậu dâng ra tòa lâu đài cổ đó, chính là cho cậu cơ hội nịnh bợ thế tử, vậy mà cậu dám từ chối. Cậu nghĩ cậu là cái thá gì? Trước mặt thế tử, ngươi là một con kiến hôi. Hôm nay, tôi phải thay mặt thế tử giết chết tên nhãi người Hoa Quốc không biết sống chết này, ai có ý kiến? La Mơ tự đắc cười ha ha. Các người hẳn cũng biết tòa lâu đài cổ đó là của ai. Cho dù là người của lâu đài Vexai cũng tuyệt đối không dám cướp bóc trắng trợn như vậy trước mặt người đó. Nếu hôm nay hai người chúng tôi tử trận ở chỗ này, không lâu đâu, các người nhất định sẽ bị xử gọn. Long Nguyệt căm phẫn nhìn sáu cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Nếu đối phương đã hoàn toàn đứng về phía lâu đài Vexai, cho dù Long Nguyệt có nói ra tên của Tiêu Chính Văn cũng không hẳn có thể dọa được bọn họ. Trừ khi Tiêu Chính Văn có mặt ở đây, nhưng Tiêu Chính Văn đang cách xa ngàn mét, vừa mới bình định vi hào, làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Cô nhóc, cơm có thể ăn lung tung, còn có những chuyện thì không được nói nhảm. Chúng tôi cũng không phải giúp đỡ lâu đài Vexai, mà là những kẻ thấp kém Hoa Quốc các cô không xứng đáng đặt chân đến lãnh thổ của chúng tôi. Nếu không phải niệm tình cô còn trẻ người non dạ thì bây giờ hai người các cậu đã là hai cái xác rồi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Hừ, thật sự cho chúng tôi mở rộng hiểu biết, sáu vị cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương, ức hiếp hai hậu bối chúng tôi, các ông thật không biết xấu hổ. Long Hình hét với người đàn ông trung niên đứng ở phía xa. Ha ha, ức hiếp các cậu, e là các cậu còn không biết thế nào mới gọi là ức hiếp. Người đàn ông trung niên chế nhạo. Một ông già bên cạnh liếc nhìn Long Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia tà ác nói. Một cô gái xinh đẹp như cô mà chết như vậy thì cũng thật đáng tiếc, chỉ bằng hôm nay tôi để cô một lần chân chính làm phụ nữ, thế nào? Nói xong, ông già đó ngửa mặt lên cười ha ha. Cho dù giết hai người ở đây, Hoa Quốc dám đối địch với Âu Lục bây giờ không? Vexai đã trở lại, đối mặt với nhiều thế tử như vậy, Tiêu Chính Văn là cái thá gì? Điện thần long của các cậu cũng không còn là điện thần long năm xưa. Một vị bán bộ nhân vương khác lạnh lùng nói. Ồ, khi nào thì đến lượt lũ sâu bỏ các ông đánh giá điện thần long vậy? Đột nhiên truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Mà giọng nói này, giống như tiếng sấm, vang vọng tận trời xanh. Toàn bộ mặt đất xa thành đều rung lên bần bật. Một bút đá tháp trên quảng trường bị chấn động mà vỡ tan tành, rơi xuống ầm ầm. Nghe thấy giọng nói này, cả Long Nguyệt và Long Hình đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó, cả Long Nguyệt và Long Hình đều đã hoàn toàn hết hy vọng, đã ôm suy nghĩ hôm nay nhất định sẽ chết. Nhưng vào lúc giọng nói này vang lên, trên mặt hai người họ đều lộ ra nụ cười khẩy. Hơn nữa, cảm giác áp bức giam cầm hai người bọn họ đã biến mất ngay lập tức. Long Hình bỗng cảm thấy thoải mái cử động cổ tay, nhìn La Mơ bằng ánh mắt vô cùng thương hại. Giọng nói này vừa vang lên, sáu cường giả bán bộ nhân vương đồng loạt nhíu mày lại. Đây là địa bàn của bọn họ, hơn nữa còn là sáu người hợp lực. Ai có gan lớn đến mức dám ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai, làm đổ nát cả bút đá tháp. Người duy nhất đủ tư cách để tranh chấp với bọn họ chỉ có Vexai. Nhưng thời điểm này, Vexai sẽ không bao giờ phái người tới chống lại bọn họ.
Ngay cả chủ tịch thành phố Hagrid cũng khá ngạc nhiên, rốt cuộc là kẻ nào dám phá hỏng việc tốt của ông ta. Hừ, trong bán kính 500 cây số trong xa thành là thiên hạ của gia tộc Hager. Tính mạng của bất kỳ kẻ nào đều do gia tộc Hager tôi nắm trong tay. Điện thần long ở ranh giới của xa thành chỉ giống như con kiến hôi. Tôi, Hagrid, khinh thường điện thần long của cậu thì sao? Hagrid lạnh lùng cười, không cho là đúng. Ông ta là chủ tịch thành phố, lại có sức mạnh của cảnh giới bán bộ nhân vương, há lại để cho người khác dọa nạt. Hơn nữa nơi này của ông ta, tính tính vô cùng bá đạo, ngay cả ở vùng ngoài lãnh thổ, người bình thường cũng phải nể ông ta mấy phần, huống hồ là ở giới thế thục. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, như là ụp xuống từ 9 tầng mây, đè long hình cùng long nguyệt xuống. Bàn tay to còn cách long nguyệt và long hình mấy trăm mét, họ đã cảm nhận được cảm giác áp bức cực lớn. Đòn chí mạng của bán bộ nhân vương, hai người chỉ mới ở cảnh giới thiên thần cấp 4 sao như long nguyệt, long hình làm sao có thể chống đỡ nổi. Nếu như bị bàn tay khổng lồ này đạp trúng, đừng nói đến chuyện sống sót, e rằng đến xương cốt cũng không còn. Lúc này, long nguyệt và long hình chậm rãi ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ đang từ trên bầu trời chụp xuống, vẻ mặt không có chút sợ hãi nào. Ngược lại còn mỉa mai nói, trước đây nơi này có thể là thiên hạ của ông, nhưng ông không nên sỉ nhục điện thần long, càng không nên coi thường Hoa Quốc. Ngay khi bàn tay khổng lồ cách hai người bọn họ gần 100 mét thì đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Vào lúc này, Hagrid không khỏi ngẩn người, sau đó trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Vừa rồi, ngay khi bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống, bỗng có một nguồn lực khổng lồ như núi xuất hiện chặn bàn tay khổng lồ của ông ta lơ lửng trên không trung. Ông ta là một cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Hơn nữa, ông vừa thi triển trận pháp bí mật mà gia tộc Hager được truyền lại từ ngàn đời. Chỉ cần đòn công kích này thành hình, đừng nói tới cảnh giới thiên thần, cho dù là cảnh giới bán bộ nhân vương, cũng đừng mơ chặn được đòn này của ông ta. Nhưng đối phương lại phá vỡ tuyệt kỹ của ông ta một cách dễ dàng mà không hề hiện thân. Chuyện này là thế nào? Một ông già bên cạnh không khỏi cau mày quay lại nhìn Hagrid. Còn chưa đợi Hagrid mở miệng thì bàn tay khổng lồ trên không trung đã xuất hiện vô số những vết nứt như trên mai rùa. Ngay sau đó, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bàn tay khổng lồ dừng ở giữa không trung nổ tung. Sau đó, một bóng người lóe lên, vụt đến sau lưng Long Nguyệt và Long Hình. Khi nhìn thấy người tới, sáu vị cường giả bán bộ nhân vương đều vô cùng sợ hãi. Trước khi đối phương xuất hiện, bọn họ đều không thể cảm nhận được vị trí của anh, điều này đã chứng tỏ đây là một đối thủ vô cùng khó chơi. Mấy người các ông hẳn là đều cùng một ruột. Gia tộc Hager sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Hagrid nói. Không đợi sáu người đáp lại, Tiêu Chính Văn đã bước ra, bay lên đỉnh thành. Vào lúc này, sáu vị cường giả bán bộ nhân vương chợt biến sắc. Sáu luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ lập tức nhắm vào Tiêu Chính Văn. Người này là ai? Lẽ nào muốn một đấu sáu sao? Hừ, đầu óc người Hoa Quốc đều có vấn đề, hai người còn không phải là đối thủ của sáu người mà một người đòi đánh lại sáu người. Trong đám đông truyền đến tiếng chế giễu và cười nhạo. Tuy nhiên, bọn họ vừa dứt lời, một cảnh tượng khiến bọn họ không thể tin được đã xảy ra. Đúng vào lúc này, sáu vị cường giả bán bộ nhân vương gần như đồng lao tấn công Tiêu Chính Văn. Vô số tia sáng bén nhọn, từ bốn phương tám hướng bay thẳng tới chỗ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lại không hề hoảng loạn, lập tức phất tay, một luồng ánh sáng vàng bao bọc lấy anh, những tia sáng bén nhọc chui vào luồng sáng vàng ấy, không còn chút động tĩnh gì. Còn chưa kịp để đám người Hagrid ra tay thêm lần nữa, luồng sáng vàng đó đã lóe lên. Rất nhiều tia sáng sắc bén kia đã bắn ngược trở lại, mục tiêu chính là sáu người bọn họ. Phụt, 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 trước khi kịp phản ứng lại, bọn họ đã bị tuyệt kỹ của chính mình đánh trúng, lần lượt phun ra từng ngụm máu, máu tươi bay tung tóe. Sáu cường giả bán bộ nhân vương đồng loạt từ trên tường thành và trên không trung ngã xuống, thậm chí hai người trong số họ còn bị thương nặng, nửa người đã bị dập nát. Hagrid còn bị gãy một cánh tay, đau đến mức khiến mặt ông ta tái nhợt. Gân xanh trên trán đều nổi lên, ông ta rên rỉ một tiếng, suýt chút nữa là đã kêu lên thảm thiết. Cậu rốt cuộc là ai? Hagrid nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thực lực mà Tiêu Chính Văn thể hiện thực sự quá mức kinh khủng. Không những đánh sáu người họ bị thương nặng cùng một lúc,
mà điều quan trọng nhất là đánh bật trở về tuyệt kỹ của chính họ. Trước đây bọn họ còn cho rằng, Tiêu Chính Văn muốn dùng sức của chính mình để đánh bại 6 người họ. Nhưng, cho đến bây giờ bọn họ mới hiểu ra rằng từ đầu đến cuối đối phương chẳng xem bọn họ ra gì. Nói cách khác, 6 người bọn họ hoàn toàn không có tư cách giao đấu với đối phương. Một tay Tiêu Chính Văn hơi ấn xuống, một sức mạnh khổng lồ vô hình đã ngay lập tức giam cầm 6 người bọn họ. Lúc này, 6 người bọn họ đã lập tức hoán đổi vai trò với Long Hình, ngược lại họ bị một mình Tiêu Chính Văn chấn giữ. Sau đó chỉ thấy Tiêu Chính Văn vung tay lên, một cơn gió ập đến ném 6 người bọn họ về phía giữa quảng trường. Bụp, bụp, 6 cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương ngã xuống trên cát đá ở quảng trường một cách vô cùng nhếch nhác. Một giây sau, Tiêu Chính Văn bước ra và đi thẳng đến bên cạnh Long Nguyệt và Long Hình hai người họ. Có bị thương không? Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Long Hình. Thưa Long Vương, vừa nãy chỉ là bị nội thương một chút, nghỉ ngơi vài ngày sẽ có thể lành hẳn. Long Hình rất cung kính nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, lấy một viên thuốc từ trong lồng ngực ra, đưa cho Long Hình nói uống nó đi. Sau đó, anh thong thả đi về phía Hagrid. Lúc này, Hagrid cảm thấy trên lưng mình giống như đang có một ngọn núi lớn, đôi chân ông ta không ngừng run rẩy, ông ta cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Ông ta không phải là một người ở cảnh giới bán bộ nhân vương bình thường, gia tộc của bọn họ giỏi nhất là trận pháp, còn là lực sĩ Kim Cang. Có thể nói, trận pháp hay võ thuật thông thường khi đánh lên người ông ta sẽ không gây ra sát thương lớn nào cho ông ta. Ngay cả da thịt của ông ta còn cứng cáp hơn đá kim cương gấp trăm ngàn lần. Nhưng vào giờ phút này, một cánh tay của ông ta đã gãy, hơn nữa còn bị nội thương rất nghiêm trọng. Áp lực vô hình đó sắp bóp nát ông ta. Khác với sức cưỡng chế mà bọn họ gây ra với hai người Long Hình trước đây, sức cưỡng chế mà Tiêu Chính Văn sử dụng đã cùng lúc ép chặt cơ thể bọn họ từ mọi hướng. Loại cảm giác này càng làm cho người khác nghẹt thở. Lúc nãy không phải ông nói, xung quanh xa thành cách đây 500 cây số đều là thế giới của ông sao? Không phải các ông vẫn muốn giết người của Điện Thần Long của tôi sao? Bây giờ, các ông có thể ra tay rồi. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm Hagrid với đôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Tiếp xúc với ánh mắt sắc nhọn như kiếm của Tiêu Chính Văn, Hagrid cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trong lúc ông ta đang do dự, đột nhiên một cái tát đã giáng xuống vào mặt ông ta không thương tiếc. Chát, cùng với một âm thanh vô cùng giòn giã vang lên, cơ thể của Hagrid đã lăn ra xa 7-8 mét. Cậu dám đánh tôi, cậu có biết, sau lưng tôi, ông ta còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã bước lên một bước, lại lần nữa giơ tay tát mạnh vào mặt ông ta. Hagrid bị đánh đến hoàn toàn choáng váng. Ông ta không những là chủ tịch thành phố của Sa Thành, ở đây lẽ ra là thuộc địa của Âu Lục, mà bản thân ông ta lại trung thành với gia tộc Lock, chủ tịch thành phố này cũng là do gia tộc Lock ban cho. Toàn bộ Âu Lục, có ai không nể mặt gia tộc Lock chứ? Hơn nữa, có ai gặp ông ta mà không thấp giọng gọi ông ta một tiếng chủ tịch thành phố ở khu vực Sa Thành nho nhỏ? Có người nào lại dám tát ông ta một cái đau điếng như vậy chứ? Thế nhưng lời của ông ta vừa dứt, Tiêu Chính Văn lại hất tay tát một cái vào mặt Hagrid, khiến ông ta ngã lăn ra đất. Long Hình, Tiêu Chính Văn chắp tay một ra sau lưng, hờ hững nói. Có thuộc hạ, Long Hình tiến lên một bước, đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Giết người này, Tiêu Chính Văn chỉ vào Lammer, nói với giọng hết sức lạnh lùng. Cậu nói cái gì, con người của Hagrid hơi co lại. Người mà Tiêu Chính Văn chỉ chính là con trai ruột của ông ta, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Hager. Vâng, Long Hình đáp lại một tiếng, thân hình lóe lên nhanh như chớp, giết về phía Lammer. Trong mắt Long Hình, Lammer hoàn toàn không đáng được nhắc đến. Nếu không có sự nhúng tay đột ngột của 6 cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương thì cỏ trên mộ của Lammer sớm đã tung bay trong gió rồi. Mà Lammer lúc này vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ. Còn đang ngạc nhiên trước sức chiến đấu kinh người của Tiêu Chính Văn. Trong mắt hắn, bố hắn và 5 người còn lại đều là sự tồn tại đỉnh cao của bán bộ nhân vương, bất cứ lúc nào cũng có thể bứt phá đến cảnh giới nhân vương. Nhưng ngay cả như vậy, thì 6 người này cũng không phải là đối thủ của một đòn của Tiêu Chính Văn ư. Với thực lực đáng sợ mà Tiêu Chính Văn thể hiện, e rằng người có thể chiến đấu với Tiêu Chính Văn trong cả toàn bộ Âu Lục chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, trong đây còn phải tính thêm mấy vị thế tử trong lâu đài Vexai.
Ngay lúc La Mơ đang choáng váng, long hình đã đến gần anh ta, chỉ thấy một luồng sáng lạnh lẽo vụt qua, hướng thẳng đến cổ họng của La Mơ. Dừng tay! Hai mắt của Hagrid cũng đã đỏ lên, nhưng ông ta vào giờ phút này, ngay cả bước một bước cũng cực kỳ khó khăn, đừng nói là xông lên cứu người. Xoạt, ánh sáng lạnh lẽo vụt đi, giây tiếp theo, đầu của La Mơ đã rơi thẳng xuống, một cái xác không đầu đã ngã xuống. Cậu dám giết con trai tôi, cho dù cậu là ai, cậu cũng phải chết. Hôm nay các cậu đừng hòng rời khỏi Sa Thành. Hagrid tức giận đến cực điểm, trong mắt đã tràn đầy tia đỏ máu. Thưa cậu, vừa rồi chúng ta chỉ là so tài đấu võ thôi, nhưng bây giờ bản chất của toàn bộ sự việc lại hoàn toàn khác rồi. Một ông lão tóc trắng lạnh lùng đe dọa nói. Cho dù sức chiến đấu của cậu phi thường, cũng không thể đối đầu với 10 đại gia tộc của Âu Lục chúng tôi. Cậu có biết, cậu đã gây ra một tai họa thảm khốc rồi không? Một ông lão trầm giọng uy hiếp nói. Cho dù chủ tịch thành phố không phải là đối thủ của cậu, cậu cũng không sợ gia tộc Lock sẽ xử lý cậu sao? Cậu thực sự cho rằng, Âu Lục không có người nào làm được sao? Lại thêm một cao thủ bán bộ nhân vương lạnh lùng mắng. Nhưng vẫn còn một thế lực khác, trong lòng 6 người họ đều hiểu rõ, đó chính là lâu đài Vexai. Đáng lý ra, nếu giết được Long Hình và Long Nguyệt hai người họ, La Mơ có thể thuận lợi gia nhập lâu đài Vexai. Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lại giết đi người mà lâu đài Vexai coi trọng, chẳng khác nào đã dựng lên một kẻ thù mạnh trong vô hình. Ồ, thì ra các ông đều là chó đại bàng của gia tộc Lock sao, thế cũng khó trách được, nhưng, đừng nói các ông chỉ là con chó đại bàng của gia tộc Lock, cho dù các ông là thành viên của gia tộc Hager, thế thì đã sao? Đừng nói là giết con trai ông, cho dù giết ông ở trước mặt gia tộc Lock, ông ta dám nói nửa lời không sao? Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Logret, hừ, đám người Hoa Quốc ngu dốt, các cậu có biết địa vị của gia tộc Lock ở đẳng cấp nào trong Âu Lục không? Chỉ dựa vào cậu mà cũng dám nói lời nhảm nhí. Một cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương quát lên hỏi với giọng lạnh lùng. Mặc dù 10 đại gia tộc bây giờ đã lâm nguy, lúc này có khả năng sẽ bị hủy diệt. Nhưng cũng không có nghĩa là gia tộc Lock hàng đầu trong 10 đại gia tộc có thể dễ dàng bị hủy diệt bởi một thanh niên ngu dốt của Hoa Quốc. Gia tộc Lock giỏi lắm sao? Tôi thật sự muốn xem, gia tộc Lock rốt cuộc dám làm gì được tôi? Lời nói vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã vung tay tát một cái vào mặt người đàn ông đó. Hỗn xược, sự thể bây giờ, cậu còn dám ngông cuồng như vậy. Không ngại nói cho cậu biết, chúng tôi đã sớm thông báo cho gia tộc Lock những gì xảy ra ở đây rồi. Cho dù cậu có giết chúng tôi, hôm nay cậu cũng đừng hòng rời khỏi Âu Lục. Đám người Hagrid không nghi ngờ gì vào thực lực của gia tộc Lock, chỉ cần quân tiếp viện của bọn họ di chuyển. Cho dù Tiêu Chính Văn có lai lịch hùng hậu đến đâu cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Ồ, vậy sao? Tiêu Chính Văn cười khinh miệt nói, nếu ông đã có lòng tin như vậy với gia tộc Lock, vậy tôi sẽ ở trước mặt bọn họ, giết hết các ông. Lúc nãy Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở trong đám đông, nhìn những gì đã xảy ra. Nếu không phải anh đến kịp, e rằng hôm nay Long Nguyệt và Long Hình chắc chắn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Người nhà và đồng đội đều là vảy ngược của Tiêu Chính Văn. Rồng có vảy ngược, sẽ chết nếu chạm vào nó. Hôm nay không những phải giết 6 người bọn họ, mà còn phải để bọn họ chất dần chết mòn trong nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Long Vương, không thể được, ở đây, lời nói của Long Hinh mới nói được nửa chừng, Tiêu Chính Văn đã khẽ xua tay nói, không vội, cho bọn họ thời gian, để bọn họ mở to mắt nhìn cho kỹ, cái mà bọn họ gọi là gia tộc Lock hùng mạnh, rốt cuộc có thể cứu họ thoát chết hay không. Lúc này, tất cả những chuyện xảy ra bên phía Sa Thành đã truyền tới Âu Lục. Bây giờ, cả Âu Lục đều đang chấn động vì chuyện này. Gia tộc Lock đã quản lý Sa Thành gần 200 năm, trong vòng 200 năm này, bất luận là thế lực bên nào thì cũng phải nể mặt gia tộc Lock bọn họ vài phần. Chưa nói tới chuyện giết người ở nơi này, ngay cả một câu nói làm trái lại gia tộc Lock cũng không có ai dám thốt ra khỏi miệng. Vậy nên ngay từ giây phút đầu tiên gia tộc Lock nhận được thông tin đã cử một số lượng lớn cao thủ trong gia tộc đi theo Lock Thetis tới Sa Thành. Dẫu sao thì Sa Thành cũng chỉ cách nơi ở của gia tộc Lock khoảng 1.000 dặm, chẳng mấy chốc mà hàng trăm cao thủ đã bay vút tới từ trên bầu trời. Trên khoảng không đen ngòm một mảng trời. Trong số hàng trăm cao thủ này, người có thực lực thấp nhất cũng ở cảnh giới thiên thần. Hơn nữa cũng không thiếu cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương.
Đây chính là thực lực và căn cơ của gia tộc số một Âu Lục. Gần như tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa cho không dám thở mạnh. Sắc mặt của Lord Thetis đứng ngay trên đầu âm trầm tới cực điểm, trước đó chuyện đàm phán với Tiêu Chính Văn tại Hoa Quốc cực kỳ không thuận lợi, trước khi hắn tới đây, gia tộc Lock còn tiến hành thương thảo với ba gia tộc lớn khác. Kết quả, bên phía Sa Thành đã xảy ra chuyện này. Phải biết rằng bây giờ Thánh Vực vẫn chưa mở cửa, Sa Thành có thể nói là cứ điểm tiến công duy nhất ở phía trước Thánh Vực, có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với gia tộc Lock. Trước giờ phút quan trọng này, ai dám làm lung lay sự thống trị của gia tộc Lock ở Sa Thành thì chẳng khác gì đào phần mộ tổ tiên của gia tộc Lock lên. Dẫu sao tiến vào Thánh Vực, giành được khí vận của Âu Lục mới là con đường duy nhất mà gia tộc Lock thật sự hướng tới. Mặc dù ở thời điểm bây giờ sáu cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương chấn giữ tại Sa Thành của gia tộc Lock không có chiến lực cao nhất, thế nhưng ít nhất bọn họ cũng là đại diện cho gia tộc Lock. Sáu người này cũng tương tự như bộ mặt của gia tộc Lock vậy. Động vào người của gia tộc Lock bọn họ thì chính là đang tát lên trên mặt gia tộc Lock, chẳng khác gì đang tuyên chiến với gia tộc Lock cả. Vậy nên gia tộc Lock mới nhanh chóng có phản ứng, gần như đã cử ra 90% số cao thủ của cả gia tộc để đánh cho đối phương một trận lôi đình. Khi đám người bao phủ đen kịt bầu trời ngày càng tiến lại gần, biểu cảm của Hagrid cũng lộ ra vẻ đắc ý. Từ lúc ông ta trở thành con chó của gia tộc Lock tới nay vẫn chưa từng có ai dám tát lên trên mặt ông ta, giết chết con trai của ông ta nữa. Mà hôm nay, một mình Tiêu Chính Văn đã làm hết tất cả những việc này rồi. Dù là vì con trai đã chết thì cục tức này cũng không thể không trút ra được. Thằng danh con Hoa Quốc, bây giờ đừng ai trong số chúng mày nghĩ tới chuyện đi khỏi nơi đây. Tao đã nói từ lâu rồi, người Hoa Quốc chúng mày đều là một lũ dân đen. Ban nãy rõ ràng chúng mày có thể tháo chạy, đáng tiếc là giờ mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Còn cả mày, hôm nay tao nhất định sẽ tự tay chém mày ra thành trăm nghìn mảnh. Hagrid đột nhiên dùng tay chỉ vào Long Hình. Trợn trừng hai mắt mà gầm lên. Vào lúc Hagrid điên cuồng gầm lên, mấy người Lock Thetis đã bay tới phía trên quảng trường. Là ai đã giết người của gia tộc Lock bọn tao, tự đứng ra mà nhận lấy cái chết đi. Lock Thetis thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn về phía quảng trường, phẫn nộ gầm lên. Tôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lời. Hử, nghe thấy giọng nói của Tiêu Chính Văn, Lock Thetis mới đầu hơi ngẩn ra, sau đó hai mắt tối sầm lại. Suýt thì rơi thẳng từ trên đụn mây xuống. Không đúng, rõ ràng Tiêu Chính Văn vẫn đang ở Hoa Quốc, không thể xuất hiện ở Sa Thành được. Nghĩ tới đây, Lock Thetis vội vàng nhìn về phía quảng trường. Khi hắn nhìn rõ người nói chính là Tiêu Chính Văn thì không khỏi khiếp sợ, suýt thì tiểu cả ra quần. Cùng lúc này, sáu cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương của Sa Thành đều đang quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn về phía Lock Thetis ở trên bầu trời. Anh Tiêu, sắc mặt Lock Thetis trắng bệch cả da, vội vàng quay đầu nói với đám người phía sau lưng, mau. Xuống chào hỏi anh Tiêu. Thật ra căn bản không cần hắn phải nói, cảnh tượng Tiêu Chính Văn đại chiến với người Vi Hào đã lan truyền ra toàn thế giới từ lâu. Gần như tất cả cao thủ đều hết sức quen thuộc với tướng mạo của Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy hàng trăm cao thủ lần lượt bay xuống bên trên quảng trường, đồng loạt chắp tay vái lại Tiêu Chính Văn. Bái kiến anh Tiêu, ngay tức thì, ngay cả mấy người Hagrid trước đấy còn kêu gào hống hách cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Anh Tiêu nào, lẽ nào người trước mắt này chính là vua Bắc Lương của Hoa Quốc Tiêu Chính Văn? Là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đã càn quét năm đại danh sơn và công phá được cả hộ quốc đại trận của Vi Hào. Anh Tiêu, không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây. Lock Thetis vội vàng đon đả cười nói rồi bước nhanh tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Thế nhưng sâu bên trong nội tâm hắn lúc này đã hoảng hốt bất an từ lâu. Rắc rối của lâu đài Versailles vẫn chưa giải quyết lại đắc tội với sát thần không thể động tới Tiêu Chính Văn, gia tộc Lock đúng thật là đen đủi. Ừ, quả thực quá khéo nhỉ, hơn nữa người của gia tộc Lock mấy người đúng thật là gan dạ, không chỉ cậy thế ức hiếp người mà còn dám phao tin người Hoa Quốc đều là đám dân đen. Có phải 5 năm trước lúc tôi đòi lại món nợ máu từ Âu Lục đã quá nhẹ tay tới gia tộc Lock mấy người rồi hay không? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vang lên, khiến cho cả người Lock Thetis đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh Tiêu, chỉ sợ bên trong này có hiểu lầm gì đó. Không nói tới chuyện mấy tên này chỉ là con chó giữ cửa của gia tộc Lock chúng tôi,
dù là thân thích trực hệ của gia tộc Lock chúng tôi thì cũng tuyệt đối không dám vô lễ với anh Tiêu như vậy. Càng không dám coi thường Hoa Quốc, Lock Thetis nhận lỗi với Tiêu Chính Văn ngay từ đầu. Đừng thấy sau lưng hắn có hơn 100 cao thủ, thế nhưng những người này căn bản không phải là đối thủ của người ta, kiến có nhiều tới đâu thì cũng không đánh lại được voi mà. Vậy thì tôi lại muốn hỏi anh, bên trong này rốt cuộc có hiểu lầm gì? Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Lock Thetis, trầm giọng hỏi. Chuyện này, anh Tiêu, thật ra mấy người này đều là người gia tộc Lock chúng tôi phái đến để bảo vệ thánh vực, vẫn mong anh Tiêu có thể giơ cao đánh khẽ. Lock Thetis tránh nặng tìm nhẹ, tiến lên trước cầu khẩn. Tha cho bọn chúng, ý của anh là lấy mạng của mấy người để đổi lấy mạng của bọn chúng. Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí chất vấn. Không không không, Lock Thetis vội vàng xua tay nói, anh Tiêu, tôi không hề có ý này. Tôi chỉ cảm thấy bên trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, hoặc là có người xúi bẩy từ bên trong nên mới cái gì. Không đợi Lock Thetis nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời, ý của anh là tôi không biết phải trái. Lock Thetis ớn lạnh, cố gắng nhẫn nhịn sự khiếp sợ vô tận trong lòng, run rẩy nói, anh Tiêu, ý của tôi là bọn họ đã làm sai ở đâu để đắc tội với anh Tiêu, vẫn mong anh Tiêu có thể đại nhân đại lượng đừng tính toán với gia tộc Lock chúng tôi. Sự tới nước này, Lock Thetis nào còn tâm trí mà bận tâm tới sự sống chết của mấy người Hagrid nữa. Thật ra thi đấu võ thuật, thắng thua đều do trời định, tôi vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, thế nhưng người của gia tộc Lock mấy người lại cứ cậy người đông mà ức hiếp kẻ khác, 6 cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương đi ức hiếp 2 thiên thần 4 sao của điện thần Long chúng tôi. Gia tộc Lock mấy người đúng là cao thủ nhiều như mây nhỉ. Có điều tôi lại không ngại để 6 người bọn chúng liên thủ đấu với một mình tôi. Thậm chí bọn chúng cũng có thể cùng nhau xông lên, Tiêu Chính Văn nói. Ánh mắt lạnh tanh quét qua gương mặt của mấy người Lock Thetis. Mọi người nào ai còn dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn nữa. Gần như cùng đồng loạt cúi đầu xuống, căn bản không dám hướng về phía ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Chúng tôi không dám. Lock Thetis vô cùng nhún nhường cúi đầu nói. Có điều con trai của Hagrid cũng đã chết rồi, vẫn mong anh Tiêu có thể nguôi giận. Hừ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng. Giơ tay ra nhấc thẳng Hagrid lên khỏi mặt đất. Ban nãy không phải ông nói chỉ cần người của gia tộc Lock tới thì đừng ai trong số chúng tôi nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này hay sao? Không phải ông còn nghênh ngang nói rằng muốn băm vằm long hình ra thành đống thịt vụn ư? Giờ tôi đứng đây nhìn này, ông băm cho tôi xem đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn. Lúc này, Hagrid đã rơi vào trong nỗi tuyệt vọng. Ngay cả chủ nhân của ông ta cũng phải tỏ ra quy phục khi đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, huống hồ gì là ông ta. Cả đời này cũng không có cơ hội báo thù cho Lammer rồi. Anh Tiêu, tôi nghĩ ông ta chỉ nhất thời hồ đồ nên mới dám ăn nói ngông cuồng như vậy, vẫn mong anh Tiêu nể mặt gia tộc Lock chúng tôi mà tha cho ông ta một mạng được không? Lock Thetis mặt dày cầu xin Tiêu Chính Văn. Địa vị của Hagrid trong gia tộc Lock không cao. Mà nói rõ ra ông ta thật ra chỉ là một con chó của gia tộc này. Tuy nhiên, chó cũng có rất nhiều loại, như giống chó tai sai này gia tộc Lock cũng phải mấy hơn trăm năm mới có thể huấn luyện nên được. Nếu để Tiêu Chính Văn tùy ý xử quyết Hagrid, thì mặt mũi của gia tộc Lock sẽ mất hết, những con chó tai sai khác cũng sẽ không còn trung thành với gia tộc nữa. Đến lúc đó, gia tộc Lock sẽ không thể kiểm soát được cục diện. Vì vậy, Lock Thetis mới cầu xin Tiêu Chính Văn tha chết cho Hagrid. Tha mạng cho ông ta. Anh cho rằng tôi sẽ tha thứ cho kẻ đã xúc phạm người dân Hoa Quốc, có ý đồ giết người của Điện Thần Long chỉ dựa vào một lời nói của anh sao? Hơn nữa, có tôi ở đây người của gia tộc Lock đâu có thể diện. Bọn họ làm thuộc hạ của tôi bị thương, gia tộc Lock nhất định phải bồi thường. Một đầu người, 10 cây hoa tử tiêu, hợp lý không? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vừa dứt. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Một đầu người 10 cây hoa tử tiêu. Sau khi Lock Thetis nghe được những lời này lập tức cảm thấy không ổn. Cho dù ăn cướp cũng không trắng trợn như vậy chứ. Long Nguyệt và Long Hình lại càng choáng váng, họ không ngờ Tiêu Chính Văn lại bá đạo như vậy. Không cho Lock Thetis chút thể diện cũng thôi đi còn bắt người ta bồi thường. Mà lại còn bồi thường bằng hoa tử tiêu hiếm có trên thế gian. Ngay cả những người vây xem cũng chết lặng. Điều kiện ngặt nghèo như vậy, liệu gia tộc Lock có đồng ý? Anh Tiêu, anh có ý gì? Lock Thetis bỗng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hoang mang.
Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không trả lời lời của hắn, bàn tay anh hơi dùng sức, ầm một tiếng, Hagrid bị nổ tan tành, chỉ còn một cái đầu với đôi mắt chừng lớn như chiếc chuông lăn lóc trên mặt đất. Một cao thủ bán bộ nhân vương quản lý xa thành gần 200 năm nay cứ như vậy mà mất mạng. Điều khiến mọi người kinh hãi nhất là, chủ tịch thành phố như Hagrid mà đến cả lúc chết cũng không toàn thây. Tất cả mọi người đều im lặng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có ý dừng tay, ngay sau đó đưa tay chỉ một cái, lại truyền đến một tiếng nổ, cái đầu người thứ hai lăn lóc trên mặt đất. Lúc này, trong đám người gia tộc Lock, không ít người đã siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Cho dù bọn họ rất muốn phản kích nhưng lực bất tòng tâm. Với thực lực của Tiêu Chính Văn, đủ để nghiền nát hơn cả trăm cao thủ bọn họ, dù liều mạng với Tiêu Chính Văn thì kết quả cuối cùng cũng chỉ khiến xa thành, khiến gia tộc Lock máu đổ thành sông mà thôi. Lock Thetis cũng cảm nhận được sát khí nồng đậm của đám người phía sau, vội vàng quay đầu nhìn lại, ra hiệu mọi người đừng kích động. Vào lúc này, vô số âm thanh trầm đục lại phát ra, sáu vị bán bộ nhân vương đều bị giết chết. Sáu cái đầu lăn đến chỗ chân của Lock Thetis. 60 cây hoa tử tiêu, không thiếu một cây, nếu không, gia tộc Lock cũng đừng mong sống sót. Tiêu Chính Văn một tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn Lock Thetis. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ, Tiêu Chính Văn đang trắng trợn uy hiếp gia tộc Lock. Đây là một gia tộc lớn đã tung hoành ở Âu Lục gần 300 năm, ngay cả quốc sách của nhiều nước Âu Lục cũng phải được gia tộc Lock thông qua mới có thể thực hiện. Nhưng trước mặt Tiêu Chính Văn, cho dù là sai hay người hầu của gia tộc bọn họ cũng đều bị Tiêu Chính Văn tự tay giết chết, mà lại còn phải bồi thường tổn thất cho Tiêu Chính Văn. Đây là chuyện bá đạo đến thế nào? Long Hình hai mắt trợn tròn, lúc này địa vị của Tiêu Chính Văn trong lòng anh ta lại tăng thêm một bậc lớn. Thế nào là kiệt xuất thiên hạ, thế nào là vị trí độc tôn, Tiêu Chính Văn ở trước mặt chính là minh chứng rõ nhất. Nhìn khắp thiên hạ, còn ai dám một mình đến Âu Lục, công khai uy hiếp gia tộc hàng đầu Âu Lục trước mặt hàng nghìn người. Hơn nữa còn ở trước mặt hầu hết cao thủ của gia tộc Lock, vô cùng bình tĩnh đưa ra yêu cầu. Long Vương, giờ phút này, Long Hình không ngừng run rẩy, đúng vậy, chính là kích động. Nửa tiếng trước, anh ta và Long Nguyệt suýt chút nữa đã chết, trong nháy mắt có thể thở ra nhẹ nhõm, tất cả đều là nhờ một mình Tiêu Chính Văn. Những người vây xem cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ đã sớm nghe nói đến sự bá đạo của vua Bắc Lương ở Hoa Quốc, nhưng không ngờ rằng Tiêu Chính Văn lại có thể bá đạo như vậy. Anh Tiêu, chuyện này xin cho tôi sẽ không chờ đợi, hoặc là lập tức thực hiện, hoặc là tôi sẽ đến đất tổ của gia tộc anh, tự mình ra tay. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cắt ngang. Lock Thetis hít một hơi thật sâu sắc mặt không còn chút máu, gật đầu lia lịa nói, được rồi, tôi đại diện cho gia tộc Lock đồng ý với các điều kiện của anh. Nhưng xin anh Tiêu cho phép tôi cử người đi lấy. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã, tâm trạng của Lock Thetis lúc này đã không còn diễn tả được bằng lời. Cậu chủ, chúng ta thật sự đưa cho anh ta sao? 60 cây hoa tử tiêu đó, gia tộc câm miệng. Lock Thetis phung tay tát vào mặt người kia một cái thật mạnh, hai mắt đỏ lừ mắng mỏ, đồ khốn nạn. Yêu cầu của anh Tiêu hợp lý hợp tình, đến lượt cậu ở đây ăn nói sằng bậy sao? Quỳ xuống xin lỗi anh Tiêu. Lock Thetis sắp tức giận tới phát điên, lẽ nào tên này là đồ ngốc sao? Không thấy bản thân hắn hoàn toàn không dám chọc tới Tiêu Chính Văn à? Người ta còn nói chưa đủ rõ ràng sao, nếu bây giờ còn không đưa, chờ đến lúc anh tự mình đi lấy thì gia tộc Lock đã không còn một mống người nào nữa rồi. Cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể nghe ra sự đe dọa trong lời nói của anh. Mặc dù 60 cây hoa tử tiêu rất quý giá, nhưng chúng làm sao so sánh được với sinh mạng của cả gia tộc Lock? Vâng, tên đó vội vàng đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, quỳ sụp xuống. Anh Tiêu, xin lỗi, là tôi không giữ mồm giữ miệng, mong anh đại nhân đại đức không chấp nhặt với loại người tầm thường như tôi. Nói rồi, anh ta thậm chí còn dập đầu lại Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ vẫy tay, anh không có hứng tranh chấp với loại người này. Nếu không thì không chờ Lock Thetis mở miệng, anh ta đã thịt nát xương tan rồi. Thấy Tiêu Chính Văn không tính toán, Lock Thetis mới thở phào nhẹ nhõm, chọn ra trong đám đông một người, trở về đất tổ của gia tộc Lock để lấy hoa tử tiêu. Tiêu Chính Văn càng bá đạo, Lock Thetis càng cảm thấy việc nhờ Tiêu Chính Văn giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt của 10 gia tộc lớn của Âu Lục là sự lựa chọn duy nhất. Với tính cách của anh,
tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước lâu đài Versailles. Cùng với sức mạnh đáng gờm của anh, máu của 10 gia tộc lớn nhất định sẽ không đổ oan. Ngược lại, lúc này nếu có thù với Tiêu Chính Văn thì còn kinh khủng hơn việc đắc tội với lâu đài Versailles. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Lord Thetis không có ý định phản kháng. Không đến nửa tiếng sau, người của gia tộc Lock đã quay trở về, trên tay cầm một cái hộp gỗ rất lớn. Lock Thetis chỉ vào Tiêu Chính Văn, ra hiệu hắn đưa chiếc hộp gỗ cho Tiêu Chính Văn xem. Anh Tiêu, mời anh xem thử, 60 cây hoa tử tiêu, không thiếu một cây. Chuyện hôm nay là gia tộc Lock chúng tôi có lỗi trước, mong anh Tiêu đại nhân đại lượng bỏ qua cho lũ người tầm thường chúng tôi. Lock Thetis chân thành nói. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn Long Hình nói, cầm lấy đi. Vâng, Long Hình tiến lên một bước, cầm lấy hộp gỗ đang trong tay người gia tộc Lock, cũng không có mở nắp ra kiểm tra. Không phải Long Hình qua loa bất cẩn mà dưới tình huống như thế này gia tộc Lock còn dám dở trò sao? Nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chính Văn sải bước rời đi, Lock Thetis càng kiên định với ý nghĩa vừa nãy của mình. Nếu muốn giải quyết lâu đài Versailles, ứng cử viên tốt nhất là Tiêu Chính Văn. Giờ thì hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao gia tộc Canter, Học viện Võ thuật, và Andre trước đây đều cung kính với Tiêu Chính Văn. Nếu đối địch với loại người như Tiêu Chính Văn thì quả thật là một cơn ác mộng. Tiêu Chính Văn đưa Long Hình và Long Nguyệt trở về Âu Lục, tìm một khách sạn để ở lại. Long Hình, Long Nguyệt, hai người có biết tại sao tôi không ra tay tương trợ ngay từ đầu? Tiêu Chính Văn nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này, Long Vương, chúng tôi chỉ là không muốn chịu thua. Hay là không muốn sống nữa? Người ta có câu, giữ cho núi còn xanh, lo gì không có củi đốt. Hai người biết rõ Âu Lục đã có vô số cao thủ nhân vương trở về còn dám nhận thư thách đấu của lâu đài Versailles. Hai người nên nhớ, phải sống được mới có tôn nghiêm. Hơn nữa, chúng ta ai mà biết được tình hình sẽ biến đổi như thế nào trong tương lai. Hai người là số ít những cao thủ cảnh giới thiên thần trung thành với giới chính trị Hoa Quốc, vậy càng phải trân trọng mạng sống hơn. Rõ, thuộc hạ biết lỗi, Long Nguyệt và Long Hình hổ thẹn cúi đầu xuống. Ừ, coi đây là một lời cảnh báo. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói tiếp, nói đi, chuyện này là thế nào? Nghe Tiêu Chính Văn hỏi về nguyên nhân của toàn bộ chuyện này, Long Nguyệt nói thẳng, Long Vương, chuyện là như thế này. Chúng tôi nhận được điện thoại từ Đại sứ Hoa Quốc ở Âu Lục, nói rằng gia tộc Canter muốn trả lại cho anh tòa lâu đài cổ mà anh đã mua ở Âu Lục một thời gian trước. Long Hình và tôi lập tức lên đường đến Âu Lục, khi chúng tôi tiếp nhận tòa lâu đài, một thế tử đến từ lâu đài Versailles đã yêu cầu chúng tôi chuyển quyền sở hữu lâu đài sang tên của hắn ta. Hơn nữa còn muốn nương theo đó thu nạp chúng tôi dưới danh nghĩa của lâu đài Versailles. Định nuốt chửng hết tất cả trận pháp và tâm pháp mà anh truyền thụ cho chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi tranh chấp với người của lâu đài Versailles. Bọn họ đã sử dụng một số lực lượng ở Âu Lục để đuổi chúng tôi ra khỏi Âu Lục, mà bọn họ cũng không cho phép chúng tôi ngồi máy bay trở lại Long Quốc, trên đường còn phái người ám sát chúng tôi. Chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới nhận thư thách đấu của lâu đài Versailles. Tiêu Chính Văn nghe Long Nguyệt kể xong thì gật đầu liên tục. Tòa lâu đài cổ vốn không đáng tiền, mà bản đồ tinh không nằm dưới tầng hầm mới là thứ vô cùng quan trọng đối với những cường giả cảnh giới thiên thần và cường giả chưa đạt tới cảnh giới nhân vương. Có thể nói, Tiêu Chính Văn đã có thể thuận lợi lĩnh hội chân khí và sử dụng thành thạo nó như vậy, một mặt là do Thiên Sơn Thư Lục gia truyền của nhà họ Tiêu, một mặt lại là nhờ bản đồ tinh không. Mà tên thế tử của lâu đài Versailles kia còn đe dọa rằng nếu chúng tôi không làm theo ý của hắn thì dù chúng tôi có quay trở lại Hoa Quốc, bọn họ cũng sẽ truy sát đến cùng. Long Hình nói thêm, thế tử của lâu đài Versailles, Tiêu Chính Văn cau mày. Trước khi lâu đài Versailles là hoàng cung của một quốc gia, thế tử trong hoàng cung thì không phải là vương tử rồi sao? Đúng vậy, rất nhiều thế tử của các gia tộc cổ ở Âu Lục vừa trở về giới thế tục đã vào ở luôn trong lâu đài Versailles. Bọn họ hình thành một liên minh nào đó, cục diện rối loạn bây giờ ở Âu Lục cũng là do mấy người này gây ra. Hơn nữa, mấy vị thế tử truy sát chúng tôi còn là hậu duệ của một vị công tước của Vương Triều Bước Bông. Long Nguyệt cau mày nói. Vương Triều Bước Bông là triều đại lâu đời và hùng mạnh nhất trong lịch sử của đế chế Gallia. Và đế chế Gallia cũng bắt đầu với Vương Triều Bước Bông, thực lực quốc gia vô cùng mạnh, trở thành một quốc gia lớn trên bản đồ Âu Lục. Trên thực tế,
nhiều người không biết rằng nguồn gốc của Vương triều Bốc Bông là ở vùng ngoài lãnh thổ. Năm đó, sở dĩ Vương triều Bốc Bông thống trị được Gallia hàng trăm năm hoàn toàn là do có sự hỗ trợ của các cường giả vùng ngoài lãnh thổ. Sau đó, khi ngày càng có nhiều quý tộc và vương thất vào vùng ngoài lãnh thổ, quyền kiểm soát của Vương triều Bốc Bông đối với giới thế tục dần suy yếu, đến cuối cùng bị thay thế bởi các triều đại khác. Hơn nữa, triều đại Bốc Bông còn có mối liên hệ chặt chẽ với thánh vực. Những tin tức này là trước đây khi Long Nguyệt và Long Hình trên đường chạy trốn, thuận đường vào thánh vực hỏi thăm được. Ý cậu là bây giờ những người của lâu đài Vexai đã vào thánh vực? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Long Nguyệt gật đầu, đúng vậy, rất nhiều người trong số bọn họ đều đã vào bên trong thánh vực, nhưng thế giới bên ngoài vẫn không biết tin tức thánh vực đã được mở. Chúng tôi nghe nói, dường như họ đang tìm kiếm vận khí của Âu Lục, chúng tôi còn nghe nói ai giành được vận khí của Âu Lục, không chỉ có lợi cho bản thân mà không lâu nữa còn có thể kiểm soát toàn bộ Âu Lục. Long Nguyệt nghiêm túc nói. Hai người biết cách nào để vào được thánh vực không? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Tôi biết. Cần phải đi qua một con đường bí mật trong ngọn kim tự tháp cách xa thành 100 cây số mới có thể vào thánh vực được, thánh vực ấy hoàn toàn không giống với những gì thế giới bên ngoài nói về nó. Long Hình thuận miệng đáp. Hoàn toàn không giống, Tiêu Chính Văn nghi ngờ nhìn Long Hình, chẳng lẽ còn có hai thánh vực sao? Đúng vậy, bên ngoài thánh vực là bức tường than khóc, trông có vẻ vô cùng đổ nát, nhưng thánh vực thực sự không hề bị hư hại mà còn nguyên vẹn. Ồ! Long Nguyệt vừa nói vừa cau mày, tạo cho người ta cảm giác hai thánh vực hoàn toàn không ở trong cùng không gian một chiều. Không trong cùng một chiều. Lông mày Tiêu Chính Văn giật vài cái, bất giác khiến anh liên tưởng tới chiến trường vùng ngoài lãnh thổ. Chẳng lẽ cái gọi là thánh vực cũng là một trong bốn chiến trường lớn vùng ngoài lãnh thổ? Thực ra, thánh vực giống một đô thị kết hợp giữa cổ đại và hiện đại hơn. Bên trong đó có không ít những kiến trúc cổ đại. Cũng có không ít người mặc những bộ trang phục Âu Lục cổ đại, đồng thời cũng xuất hiện những tòa nhà chọc trời chỉ ở hiện đại mới có. Có xe hơi, có cả xe ngựa, dù sao cũng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng hỗn loạn. Long Hình cau mày nói. Nhất thời, Long Hình và Long Nguyệt không tìm được tính từ thích hợp để miêu tả tình hình trong thánh vực. Còn nữa, tất cả mọi người tiến vào thánh vực đều sẽ thay đổi về ngoại hình và thân phận, giống như tôi và Long Hình, sau khi vào thánh vực. Long Hình thì biến thành một người da trắng, còn tôi thì vẫn là dáng vẻ của một người Hoa Quốc. Chỉ là ngoại hình của chúng tôi không giống như bây giờ, vậy nên chúng tôi cũng đang nghi ngờ không biết rốt cuộc thánh vực là nơi như thế nào. Tiêu Chính Văn nghe tới đây càng cau chặt mày. Rõ ràng có sự khác biệt lớn giữa thánh vực và vùng ngoài lãnh thổ. Lẽ nào đây cũng là một trong bốn chiến trường lớn Nbegofi lãnh thổ? Tiêu Chính Văn khẽ lẩm bẩm. Bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ thực ra rất rộng lớn. Bốn lối vào trong thế tục lần lượt có thể tiến vào các chiến trường khác nhau bên ngoài lãnh thổ, mỗi chiến trường cũng có sự khác nhau. Lần trước, Tiêu Chính Văn tiến vào từ cửa ở Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn không hề biết gì về ba lối vào kia. Chính lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã. Không lâu sau, bước chân dừng lại ở cửa phòng của Tiêu Chính Văn, sau đó, có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Anh Tiêu, anh có ở trong phòng không? Giọng nói cung kính của Lord Thetis vọng vào từ ngoài cửa vào. Tiêu Chính Văn ra hiệu, Long Hình bước ra mở cửa. Nhìn thấy Long Hình, Lord Thetis đầu tiên cúi đầu thật sâu, sau đó đứng ở cửa thận trọng nói, anh Tiêu, tôi có thể vào không? Thấy Tiêu Chính Văn gật đầu, Lord Thetis mới bước nhanh vào phòng. Ngoại trừ một người tên đàn em ôm một chiếc hộp gỗ bên cạnh, những người còn lại đều tản ra, cảnh gác mọi hướng xung quanh. Sau khi đóng cửa lại, Lord Thetis rất khách khí nói, anh Tiêu, tôi thật xin lỗi vì đã làm phiền việc nghỉ ngơi của anh. Sau sự việc ở Sa Thành, ấn tượng của Lord Thetis về Tiêu Chính Văn thay đổi đáng kể. Sau khi trở về gia tộc, anh đã báo cáo rất chi tiết về mọi chuyện đã xảy ra với gia tộc. Hơn nữa, hắn còn thuyết phục gia tộc Lock dù thế nào cũng phải kéo bằng được Tiêu Chính Văn về chiến tuyến của mình. Vì vậy, ngay khi các gia tộc lớn thống nhất được, lập tức đích thân tới đây có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn liếc nhìn hộp gỗ trong tay người hầu, nhẹ giọng hỏi. Anh Tiêu, bốn gia tộc chúng tôi lấy hết tài sản của gia tộc ra cùng nhau gom góp lại. Tuy nhiên, chúng tôi đều là gia tộc nhỏ, cũng chỉ thu thập được 80 cây hoa tử tiêu mà thôi. Đây là tất cả chút tích góp của chúng tôi.
Lord Thetis nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt cầu xin, ý định của hắn đã rất rõ ràng. Tiêu Chính Văn liếc nhìn hộp gỗ, khẽ lắc đầu nói, 100 cây, không thể thiếu một cây. Anh Tiêu, không phải chúng tôi không tin tưởng anh, mà là với tình hình của chúng tôi thực sự không thể tìm được nhiều như vậy. Anh cũng biết toàn Âu Lục rộng lớn như thế nào mà. Hơn nữa trên Âu Lục, các thế lực chồng chất phức tạp, thực lực của bốn gia tộc chúng tôi thực sự có hạn, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo sau này nhất định sẽ bổ sung đủ 20 cây hoa tử tiêu còn lại. Lord Thetis cúi đầu thật sâu trước Tiêu Chính Văn và vẻ mặt cầu xin nhìn Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn hoàn toàn không bị lay động, Lord Thetis dường như âm thầm hạ quyết tâm. Do dự một hồi, Lord Thetis lấy từ trong ngực ra một chiếc huy hiệu màu vàng. Anh Tiêu, tôi tin rằng anh đã nghe nói đến Thánh Vực. Đây là thẻ thông hành của Thánh Vực, chỉ cần có cái này, anh có thể ra vào Thánh Vực mà không bị cản trở. Lord Thetis nói, đưa chiếc huy hiệu vào tay Tiêu Chính Văn. Đây là Tiêu Chính Văn nghĩ đến chiếc huy hiệu bạc mà anh nhận được khi ở Âu Lục. Tuy hai chất liệu khác nhau nhưng hình dáng và bề ngoài rất giống nhau. Đây là thẻ thông hành đặc biệt của Thánh Vực. Trước đây chúng tôi đã bị đuổi khỏi Thánh Vực vì không xuất ra được tấm thẻ thông hành này, bị coi là kẻ đột nhập. Long Hình nhìn Lord Thetis với vẻ mặt kinh ngạc. Lord Thetis cũng mỉm cười gật đầu, đúng vậy, như vị này đã nói, tấm thẻ thông hành Thánh Vực này không chỉ có thể thoải mái ra vào Thánh Vực, thậm chí còn có thể tùy ý chọn ngoại hình của mình. Vốn là do một vị tiền bối vùng ngoài lãnh thổ tặng cho tôi, nhưng đồ vật này ở trên người tôi cũng không có tác dụng gì. Mong anh Tiêu hãy vui lòng nhận lấy. Lord Thetis lấy lòng nói. Tiêu Chính Văn nhận lấy huy hiệu, khẽ gật đầu nói, được rồi, 20 cây còn lại sẽ dần bổ sung trong vòng một năm. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Lord Thetis không khỏi mừng thầm trong lòng, điều này nói rõ Tiêu Chính Văn đã đồng ý ra tay giúp bọn họ đối phó với lâu đài Vexai. Như vậy cũng có nghĩa là 10 đại gia tộc và các hoàng tộc của các nước đều được cứu rồi. Dù sao thì với thực lực của Tiêu Chính Văn, chỉ cần đứng về phía bọn họ, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã có con át chủ bài cực lớn. Với thực lực bây giờ của lâu đài Vexai mà nói, Tiêu Chính Văn hầu như không có đối thủ, cộng thêm binh lính tư nhân của 10 đại gia tộc, thì ngay cả việc hủy diệt lâu đài Vexai cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thực lực của Tiêu Chính Văn đã quá rõ ràng. Chỉ dựa vào việc Tiêu Chính Văn có thể tự mình tiêu diệt trận pháp hộ quốc của nước Vi Hào, ít nhất ở giai đoạn này mà nói, Tiêu Chính Văn tuyệt đối là một trong những người có sức chiến đấu hàng đầu trên thế giới. Hơn nữa, trước mắt không chỉ có Vi Hào bị san bằng, ngay cả những thế lực lớn ở Mỹ Lục và Phi Lục cũng đã cảnh cáo rõ ràng những đệ tử của mình tuyệt đối không thể trêu chọc Hoa Quốc, càng không thể trêu chọc Tiêu Chính Văn. Nếu không đều được coi là phản quốc. Rất nhiều thế lực lớn trên toàn cầu đã đưa Tiêu Chính Văn vào hàng ngũ không thể trêu chọc, điều này đã giải thích rõ vấn đề rồi. Chỉ riêng tên của Tiêu Chính Văn đã đủ để khiến nhiều người khiếp sợ. Cảm ơn lòng tốt của anh Tiêu, không biết khi nào anh rảnh, người của mấy gia tộc chúng tôi cũng muốn đãi tiệc chiêu đãi anh Tiêu, để làm tròn việc của chủ nhà. Lord Thetis nở nụ cười hỏi. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn đang nghịch chiếc huy hiệu trên tay, dường như không nghe thấy câu hỏi của Lord Thetis. Sau khi được Long Nguyệt và Long Hình giải thích, Tiêu Chính Văn cảm thấy hơi hiếu kỳ với nơi gọi là Thánh Vực này. Sau khi cân nhắc một hồi, Tiêu Chính Văn mới ngẩng đầu nói với Lord Thetis, như vậy đi, mấy ngày tới tôi muốn đi thăm Thánh Vực, đợi tôi trở về rồi, mới giúp các anh giải quyết chuyện của lâu đài Vexai. Được được được, vậy chúng tôi đợi tin vui của anh Tiêu. Nói xong, Lord Thetis lại cúi đầu chào Tiêu Chính Văn, rồi mới từ từ lui ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lord Thetis cung kính như vậy với Tiêu Chính Văn, ngay cả Long Hình cũng không dám tin vào mắt mình. Gia tộc Lock là gia tộc đứng đầu của 10 đại gia tộc Âu Lục, có thực lực rất mạnh, thậm chí có thể chống lại 9 gia tộc còn lại bằng sức của một gia tộc. Có thể nói, từ trước đến giờ chỉ có người khác phải nhỏ giọng với gia tộc Lock, có bao giờ người của gia tộc Lock, đặc biệt là người thừa kế tương lai, phải cúi đầu trước người khác. Nhưng người trước mặt này, Lord Thetis, ngoài việc không quỳ xuống ra, cũng đã cố hết sức để lấy lòng. Thậm chí ngay cả giấy thông hành đặc biệt đến Thánh Vực cũng được chắp tay giao cho Tiêu Chính Văn. Chỉ riêng chuyện này mà lan truyền ra ngoài cũng đủ khiến cho toàn bộ Âu Lục kinh ngạc đến há hốc mồm. Nhưng Tiêu Chính Văn cũng không phải lần đầu tiên đặt chân đến Âu Lục. Lần trước, chỉ một mình Tiêu Chính Văn đã áp đảo cả toàn bộ Âu Lục không ngẩng đầu lên được,
bây giờ gia tộc Lock chủ động đến lấy lòng thì có gì lạ. Nghĩ tới đây, Long Hình không khỏi lắc đầu cười khổ vài tiếng. Long Hình, huy hiệu này cậu và Long Nguyệt cầm lấy dùng đi. Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa đưa chiếc huy hiệu cho Long Hình và Long Nguyệt. Cá nhân Tiêu Chính Văn không có vấn đề gì, cho dù là ngoại hình, hay thân phận, đối với Tiêu Chính Văn mà nói cũng không có gì khác biệt. Long Hình cười khổ nói, Long Vương, chúng tôi vốn không cần dùng đến nó, mặc dù trước đây chúng tôi bị người khác đuổi ra ngoài, nhưng khi đi vào lại, cũng chỉ có thể là bộ dạng trước đây thôi, nên Tiêu Chính Văn lắc đầu bất lực, tiện tay nhét huy hiệu vào lồng ngực. Long Vương, khi chúng ta nào đi thánh vực, Long Nguyệt tiến lên một bước hỏi. Tiêu Chính Văn cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên tay, thời gian vẫn còn sớm, thà bây giờ lên đường còn hơn là đợi đến sáng mai. Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Văn hờ hững nói, bây giờ. Lối vào thánh vực chỉ cách xa thành hơn trăm dặm. Tiêu Chính Văn và đám người Long Hình, Long Nguyệt, đi vòng qua xa thành rồi tiến thẳng đến tòa tháp vàng mà Long Hình đã đề cập trước đó. Nhìn từ xa, tòa tháp vàng này mang lại cho người khác một bầu không khí vô cùng cổ xưa, khác với những tòa tháp vàng mà Tiêu Chiến Văn nhìn thấy ở Phi Lục trước đây. Vào khoảnh khắc đi vào tòa tháp vàng, một cảm giác bị giam cầm vô hình đột nhiên ập tới. Tiêu Chính Văn xoay đầu lại nhìn, thì thấy trên bức tường đá của tòa tháp vàng đều là những hoa văn hết sức kỳ quái. Hơn nữa ở cách đó không xa, có một bản vẽ hoa văn rất giống với bản đồ tinh không. Cảm giác bị giam cầm vô hình được phát ra từ bức hoa văn đó. Các cậu có cảm thấy có gì đó khác thường không? Tiêu Chính Văn nhìn thấy vẻ mặt của Long Nguyệt và Long Hình hết sức tự nhiên, anh cau mày hỏi. Đâu có đâu, ở đây cũng không có gì khác so với những chỗ khác đâu. Long Nguyệt khẽ chau mày nói. Long Hình cũng gật đầu liên tục, bày tỏ rằng bản thân anh ta hoàn toàn không cảm thấy khó chịu chút nào. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, có lẽ chỉ có người ở trên cảnh giới nhân vương mới cảm nhận được sự quái dị của nơi này. Long Vương, có nhìn thấy cánh cửa ở phía trước không? Sau khi từ trong đó đi vào, chính là thánh vực thực sự. Long Hình chỉ tay về cánh cửa sắt đen như mực ở phía trước cách đó không xa và nói. Sau khi đi vào, chúng tôi sẽ nhanh chóng gặp lại Long Vương. Long Nguyệt là người đầu tiên đẩy cửa đi vào. Cùng với một âm thanh trầm thấp vang lên, bóng dáng của Long Nguyệt đã biến mất bên trong cánh cửa sắt. Sau khi hai người Long Nguyệt và Long Hình biến mất, Tiêu Chính Văn cũng bước vào bên trong cánh cửa sắt. Ngay thời khắc Tiêu Chính Văn bước vào, một luồng sáng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy hoa mắt, khi anh mở mắt ra lần nữa, thì đã xuất hiện trong một đại sảnh vô cùng xinh đẹp. Rõ ràng lúc này bên trong đại sảnh đang tổ chức một bữa tiệc, hơn nữa tất cả những khách mời đều có địa vị nổi bật, bất kể là nam hay nữ đều mặc quần áo đẹp rực rỡ và lộng lẫy mà xung quanh Tiêu Chính Văn, những thanh niên trai gái đang đánh giá Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khinh bỉ. Lục Tuấn, bây giờ anh không còn gì để nói rồi chứ? Móc con mắt bẩn thỉu của anh ra, nếu không, tôi không ngại móc nó ra đâu. Một cô gái trẻ mặc váy trắng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với vẻ mặt chán ghét. Hừ, cậu chủ nhà họ Lục, lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy, đợi lát nữa tôi phải xem, anh giải thích với người của nhà họ Lục như thế nào. Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên bên cạnh. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Sao những người xung quanh lại lần lượt nhắm vào mình? Lục Tuấn là ai? Nhưng ngay sau đó, những suy nghĩ trong đầu của Tiêu Chính Văn đã dần dần được sáng tỏ. Hóa ra, đây là thành phố Thiên Nam bên trong thánh vực. Mà thân phận của anh, chính là Lục Tuấn, cậu chủ của nhà họ Lục ở thành phố Thiên Nam. Tiêu Chính Văn nhanh chóng hiểu ra, thì ra thân phận của mình là một cậu chủ phóng đãng khét tiếng. Nhưng nửa năm trước nhà họ Lục đã phá sản. Mà bản thân anh đã phải ngồi tù hơn nửa năm vì tội nghiện rượu gây sự, vừa ra tù đã bị người khác hãm hại, anh bị cho uống thuốc kích dục và ném vào phòng bao trên lầu. Mà trong phòng bao còn có một cô gái trẻ, cũng bị bỏ thuốc mê. Cô gái bị bỏ thuốc mê này chính là con gái gia đình giàu có ở thành phố Thiên Nam. Vào giờ phút này, cô gái nhà giàu đang được chữa trị trong phòng, anh vừa mới mở cửa phòng đã bị một đám người đã đợi sẵn ở đây từ lâu vây lấy. Vô số ánh mắt lãnh đạm xung quanh đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Có vẻ như giây tiếp theo, anh sẽ bị đánh đến chết, đánh đến tàn phế vì chuyện hoang đường này. Anh cho rằng không nói gì là coi như xong chuyện sao.
vẫn là giọng nói lạnh lùng lúc nãy vang lên, người này từ đầu đến cuối đều nhắm vào Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, sau đó nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình gần như đang khỏa thân nửa người trên, còn nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần jean. Sau đó, anh nhìn thấy một cậu thanh niên bận cạnh đang cầm lấy vài bộ quần áo trên tay, đứng cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm anh với nụ cười xấu xa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía cậu thanh niên, thấp giọng nói, các người gây sự đủ chưa, trả áo lại cho tôi. Cái gì, người thanh niên đó thậm chí còn không dám tin những lời vừa nãy là do Tiêu Chính Văn nói. Người mà Tiêu Chính Văn hóa thân khi tiến vào thánh vực là một tên nhát gan, mặc dù sau khi trưởng thành luôn ăn chơi, nhưng vẫn là một tên nhút nhát. Kể từ sau khi nhà họ Lục phá sản, ngay cả những tên tay sai từng làm việc cho nhà họ Lục năm xưa cũng có thể khiến anh ta quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Thậm chí có một lần, vì một tên giang hồ thích bạn gái anh ta, chỉ đe dọa anh ta vài câu, anh ta đã sợ đến mức trốn ở nhà cả tháng trời không dám ra ngoài. Nhà họ Lục trước đây có thể nói là gia đình giàu có ở thành phố Thiên Nam, gần như thao túng toàn bộ giới chính trị và kinh doanh. Chính vì điều này mà người nhà họ Lục luôn rất ngông cuồng. Chỉ có Lục Tuấn là khác biệt trong nhà họ Lục, ngay cả người nhà họ Lục cũng không muốn nhìn thấy anh ta. Lục Tuấn thực sự là một tên nhát gan, bị người ta cướp bạn gái ngay trước mặt cũng không dám lên tiếng, thậm chí bị người ta sỉ nhục ngay giữa đường cũng không dám nói nửa lời, vậy mà bây giờ lại dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn. Nhất thời, không chỉ người thanh niên kia mà ngay cả người đứng xem cũng sững sờ. Bởi vì ở đây có không ít người là bạn lúc nhỏ của Lục Tuấn. Đặc biệt là vị thiếu gia vừa lên tiếng, hắn từ nhỏ đã coi Lục Tuấn là nơi trút giận của mình, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, Lục Tuấn không dám hé răng nửa lời. Tại sao sau khi Lục Tuấn ngất đi tỉnh lại, khí chất dường như hoàn toàn khác rồi? Lục Tuấn, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Tên vô dụng nhà họ Lục như cậu mà cũng dám nói giọng ra lệnh với tôi sao? Người thanh niên hừ một tiếng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Thực ra hắn chỉ là tay sai của vị thiếu gia kia thôi. Người gia đều nói yếu trâu còn hơn khỏe bò, nếu không phải bản tính nhát gan của Lục Tuấn, cho dù nhà họ Lục không còn huy hoàng nữa thì Lục Tuấn cũng không phải là người mà hắn dễ dàng bắt nạt. Ngay cả nhà họ Lục như hiện tại, chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến hắn không thể sống yên ổn ở thành phố Thiên Nam. Nhưng Lục Tuấn không có đủ dũng khí để chống lại, cho đến tận bây giờ cũng chỉ biết cam chịu. Vì vậy, ngay cả một tên đàn em cũng không hề coi trọng anh ta, chứ huống chi là người khác. Nhưng tất cả mọi người đều không biết rằng người trước mặt bọn họ lúc này, tuy rằng bề ngoài vẫn là Lục Tuấn, nhưng bên trong đã biến thành Tiêu Chính Văn. Tên đàn em kia vừa nói xong, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Chính Văn đã cầm cái gạt tàn trên bàn, đập thẳng vào đầu tên đó. Tên đàn em đó vốn chỉ là một người bình thường, mặc dù lúc này tinh thần của Tiêu Chính Văn đã xuống thánh vực. Chỉ có thể khống chế cơ thể Lục Tuấn, nhưng vẫn có thể sử dụng sức mạnh cơ bản nhất. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn cũng lớn lên trong quân đội Bắc Lương, vẫn còn kinh nghiệm chiến đấu nên mới có thể ra tay nhanh như chớp. Lúc đám người xung quanh phản ứng lại, chiếc gạt tàn thủy tinh đã đập vào trán tên đàn em. Đầu của tên đàn em kia đã bật máu, hắn ôm đầu, lăn trên mặt đất, không ngừng la hét. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn tên đó lăn lộn trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí. Những người xung quanh cũng hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, cả sảnh lớn rơi vào cảnh tĩnh lặng chết người. Nhân viên phục vụ bên cạnh đang cầm đĩa hoa quả sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Đi lấy một bộ quần áo cho tôi. Tiêu Chính Văn quay lại nhìn nhân viên phục vụ đang thất thần bên cạnh. Nhân viên phục vụ kia như bị điện giật, sau đó quay đầu lại nhìn thiếu gia kia. Nhưng lúc này, vị thiếu gia kia đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, còn chưa kịp phản ứng lại. Nhân viên phục vụ không còn cách nào khác, nhanh chóng chạy ra khỏi sảnh lớn, tìm một bộ vest và áo sơ mi rồi đưa cho Tiêu Chính Văn. Mặc dù bộ vest nhỏ hơn một số nhưng sau khi mặc lên vẫn khá vừa vặn. Sau khi mặc xong, Tiêu Chính Văn đá vào tên đàn em đang lăn lộn, lạnh lùng nói, câm miệng. Nếu còn kêu nữa thì anh chết chắc, tên đàn em bị Tiêu Chính Văn đá hộc máu. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Tiêu Chính Văn liền vội vàng che miệng lại, không dám ồn ào nữa. Đúng lúc này, đám đông đột nhiên tách ra,
một cô gái xinh đẹp khoảng 25 tuổi, bước vào với vẻ mặt kiêu ngạo. Cô ta ngạo nghễ đi về hướng Tiêu Chính Văn. Lúc này, đám người xung quanh lúc mới hoàn hồn lại, đặc biệt là vị thiếu gia kia, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với vẻ mặt thích thú. Đồ khốn nạn, vừa dứt lời, cô gái kia đột nhiên đưa tay lên, tát vào mặt Tiêu Chính Văn. Nhưng trước khi cái tát của cô ta hạ xuống, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn đã nhìn thẳng vào mắt cô ta. Như thể bị sét đánh, bàn tay vốn đang giơ lên giữa không trung của cô gái trẻ này lập tức khựng lại. Ánh mắt của Tiêu Chính Văn thật đáng sợ, như thể chỉ cần cái tát này của cô ta hạ xuống thì một giây sau, cô ta sẽ biến thành một cái xác. Đám người xung quanh vô cùng khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, cô gái trẻ này chính là Lục Vũ Yên, chị gái của Lục Tuấn. Người nổi bật duy nhất trong số con cháu của nhà họ Lục. Hơn nữa, kể từ khi nhà họ Lục sụp đổ, cô gái này luôn là người vất vả chống đỡ cho nhà họ Lục. Bây giờ, quyền hành của nhà họ Lục đều nằm trong tay Lục Vũ Yên. Nhưng lúc này, Lục Vũ Yên lại cảm thấy người em trai trước mắt vô cùng xa lạ, đặc biệt là ánh mắt nhìn cô ta vừa rồi, càng khiến cô ta sợ hãi. Người này là em trai của cô ta sao? Lục Tuấn là người như thế nào? Lục Vũ Yên rõ như lòng bàn tay. Đừng nói đến ánh mắt đáng sợ, ngay cả nhìn thẳng vào mắt cô ta, Lục Tuấn cũng không dám. Nhưng bây giờ, dường như Lục Tuấn đã trở thành một con người khác, cô ta rất quen thuộc với loại khí chất này. Dù sao cô ta cũng đã từng phục vụ trong quân đội 2 năm, tuy chỉ là một nữ quân y, nhưng cô ta đã trải qua nhiều trận chiến máu lửa. Đồng thời cũng khiến cô ta hiểu biết thêm về những sát thần anh dũng, càng cảm nhận được một luồng sát khí khác biệt của những người đó so với người bình thường. Lúc này, thứ tỏa ra từ đứa em trai vô dụng của cô ta chính là loại sát khí này, loại sát khí có thể khiến người ta cảm thấy rùng mình. Vì vậy, cái tát của cô ta vẫn khựng lại trên không trung, vì cô ta không dám. Lúc bầu không khí xung quanh vô cùng khó xử thì một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi bước vào. Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ trung niên vừa vào cửa đã quát lớn. Hứa Tinh vốn đang tham gia một cuộc họp nội bộ của gia tộc, nhưng vừa nghe tin con trai mình xảy ra chuyện, bà ta lập tức chạy tới đây ngay. Lúc này bên cạnh bà ta còn có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đó là chú họ của Lục Tuấn, tên Lục Thiên Lăng. Dì Hứa, dì đến thật đúng lúc, thằng con trai này của dì thật to gan, chưa nói đến chuyện làm loạn. Lại còn bỏ thuốc kích dục vào rượu của con gái nhà người ta, nếu không phải trong khách sạn có camera giám sát thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vị thiếu gia phía sau Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Hắn tên Lâm Chí Hào, là cậu cả của nhà họ Lâm ở thành phố Thiên Nam. Mà địa vị của nhà họ Lâm ở Thiên Nam lúc này đã ngang hàng với nhà họ Lục. Nếu không hắn cũng không dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với Hứa Tinh. Nhưng Hứa Tinh lại không có phản ứng gì quá gay gắt trước những lời này. Dù sao với thực lực hiện nay của nhà họ Lục, việc giải quyết chuyện vặt vãnh này cũng không có gì to tát, chỉ cần con trai của bà ta bình an vô sự là được. Nhưng những lời sau của Lâm Chí Hào lại khiến Hứa Tinh kinh ngạc, ngất ngay tại chỗ. Dì Hứa, còn một chuyện nữa phải nói cho dì biết, người bị Lục Tuấn hạ thuốc chính là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ, Từ Mộng Mộng. Cái gì? Tập đoàn Thiên Vũ, đó là gia tộc quyền lực nhất thành phố Thiên Nam, với thực lực hiện tại của nhà họ Lục, chắc chắn không phải là đối thủ của nhà họ Từ. Sắc mặt của Hứa Tinh tái mét, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mày muốn hại chết nhà họ Lục à? Còn không mau dập đầu xin lỗi nhà họ Từ đi. Người lên tiếng không phải là Hứa Tinh mà là Lục Vũ Yên. Lúc này, Lục Vũ Yên nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với vẻ mặt lạnh băng, khí thế của người đứng đầu. Khiến những người đàn ông có mặt ở đây đều cảm nhận được một cảm giác áp bức vô hình. Nhìn cái gì mà nhìn, từ nhỏ đến lớn, mày đã làm được chuyện gì xứng đáng với nhà họ Lục hả? Ngoài việc uống rượu tán gái, mày còn biết làm gì nữa? Không thể giúp nhà họ Lục trở lại như xưa đã đành, lại còn vào thời khắc quan trọng này mà gây thêm cho nhà họ Lục. Được rồi, Vũ Yên, nói thế nào đi nữa, nó cũng là em của con mà. Hứa Tinh thở dài một hơi. Bất lực nói. Cho dù Lục Tuấn có vô dụng đến đâu, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa con ruột thịt mà Hứa Tinh sinh ra. Mẹ, bây giờ đã là lúc nào rồi, mẹ còn che chở cho nó, nhà họ Lục chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay nó thôi. Mới tháng trước,
nó đã làm lớn bụng của con gái nhà người ta, nếu không phải con tìm được mối quan hệ cũ trước đây, nó sớm đã vào tù rồi. Lần trước, con đã nói, nên nhốt nó lại ở nhà một thời gian, mọi người lại không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, lại đắc tội với nhà họ Từ, lỡ như nhà họ Từ truy cứu chuyện này, nhà họ Lục chúng ta sẽ không thể gánh nổi. Trong đôi mắt của Lục Vũ Yên tràn đầy phẫn nộ, cô ta lạnh lùng quát mắng. Bây giờ, Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi ngọn nguồn của mọi việc. Anh nở nụ cười hờ hững nói, vậy, chị cho rằng cách giải quyết tốt nhất bây giờ, có phải là đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lục không? Lục Vũ Yên vừa nghe xong, nhất thời sững người, cô ta không bao giờ ngờ rằng, câu nói của Tiêu Chính Văn lại nói trúng tim đen của cô ta. Nhưng giây tiếp theo, Lục Vũ Yên đã lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nói, đúng. Với những gì mày đã làm, nhà họ Lục đáng lẽ đã đuổi mày ra khỏi cửa từ lâu rồi. Nếu không phải mẹ một mực ngăn cản, mày cho rằng, mày còn có ngày hôm nay sao? Vũ Yên, con đang nói cái gì vậy? Cho dù như thế nào, nó cũng là em ruột của con. Hứa Tinh kéo lấy tay của Tiêu Chính Văn, quay đầu nói với Lục Vũ Yên. Mẹ, lần này người nó đắc tội là nhà họ Từ đó. Nếu như nhà họ Từ thật sự truy cứu chuyện này, nhà họ Lục chúng ta sẽ sống như thế nào? Nhiều hợp đồng lớn của chúng ta đều ký với nhà họ Lục, như vậy không phải là cắt đứt đường sống của nhà họ Lục chúng ta sao? Lục Vũ Yên tức giận đến dậm chân, nếu nhà họ Lục thật sự truy cứu, chỉ cần đối phương nói một lời thôi, thì nhà họ Lục sẽ hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Nghe thấy lời này, ngay cả Hứa Tinh cũng không nói nên lời, đặc biệt là ở trước mặt Lục Thiên Lăng. Có những lời bà ta quả thật khó mà nói ra miệng. Hơn nữa Lục Thiên Lăng cũng không phải là người dễ đối phó, muốn lừa dối ở trước mặt ông ta, khó như lên trời. Nhưng Hứa Tinh cũng biết rằng với tính cách nhát gan của con trai mình, cho dù có cho mượn 10 lá gan, anh cũng không dám làm những chuyện bỉ ổi như vậy với con gái lớn của nhà họ Từ. Không phải bị người khác xúi dục, thì là bị người khác mưu hại, mới có thể gây ra tai họa lớn như vậy. Nhưng bây giờ muốn giữ được Lục Tuấn nói thì dễ, chỉ e rằng không bao lâu sau, cả nhà họ Lục cũng sẽ biết được đầu đuôi sự việc này, đến lúc đó, có lẽ ngay cả bà ta cũng bị liên lụy. Chị dâu, thật ra Vũ Yên nói cũng rất có lý, thằng Tuấn cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi tham tiền và háo sắc. Thật sự khiến người khác phải lo lắng mà. Lục Thiên Lăng chắp hai tay sau lưng, nói với vẻ mặt chế nhạo. Tiêu Chính Văn quay đầu liếc nhìn Lục Thiên Lăng, nụ cười chế nhạo của ông ta rơi vào tầm mắt của Tiêu Chính Văn, không khỏi khiến Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày lại. Rõ ràng, ánh mắt của đối phương đã lộ ra một tia sát khí. Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, nói cách khác, thật ra đối phương cũng là từ thế giới bên ngoài đi vào thánh vực. Hơn nữa đối phương rõ ràng là đã nhìn thấu được thân phận của Tiêu Chính Văn, nên mới ra tay, trước hết là đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi nhà họ Lục, khiến Tiêu Chính Văn trở thành một con chó chết, sau đó mới từ từ chỉnh đốn. Thật ra tất cả những võ giả có thể đến được thánh vực đều biết rất rõ luật chơi ở đây. Chỉ khi kiểm soát được bất kỳ thành phố nào trong thánh vực, mới có tư cách tranh giành khí vận ở Âu Lục. Đây cũng là một trong những quy tắc trò chơi mà Long Hình đã giải thích cho Tiêu Chính Văn trước khi đi. Cùng chính vì lý do này, mà lâu đài Vexai vẫn luôn che giấu tin tức thánh vực đã được mở ra với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, bất cứ võ giả nào sau khi đi vào thánh vực, ngay lập tức sẽ nhanh chóng được nâng cao địa vị xã hội của mình, để nhận được thế lực mạnh hơn. Hơn nữa, hầu hết mọi người sau khi đi vào thánh vực, sẽ từ một võ giả biến thành một người bình thường, mọi người gần như đều cùng một vạch xuất phát. Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Chính Văn lại cảm nhận được một cảm giác áp bức mạnh mẽ từ lối vào. Cũng chính vì bí mật không thể nói ra này nên Lục Thiên Lăng mới ngay lập tức quyết định gây áp lực lên Tiêu Chính Văn. Cho dù Tiêu Chính Văn là người của mình của lâu đài Vexai, cũng không có ngoại lệ. Dù sao thực sự có quá nhiều lợi ích khi có được khí vận của Âu Lục, bất cứ ai cũng không thể ngồi nhìn những lợi ích này bị người khác cướp mất. Mà Tiêu Chính Văn ngay từ lúc xuất hiện, đã chiếm hết lợi thế. Là con trai trưởng của nhà họ Lục, chỉ cần Tiêu Chính Văn không chết, thì anh sẽ sớm trở thành gia chủ của nhà họ Lục. Có thêm sự trợ giúp của Lục Vũ Yên, Tiêu Chính Văn sẽ nhanh chóng trở thành một người có quyền uy cực lớn. Đến khi đó, muốn loại bỏ Tiêu Chính Văn sẽ khó như lên trời. Chú hai, đàn ông ở nhà họ Lục của chúng ta đã ít, nếu đuổi luôn thằng Tuấn ra khỏi nhà, sẽ vô cùng bất lợi cho nhà họ Lục chúng ta đấy.
Hứa Tinh vốn được sinh ra trong thánh vực, nên hoàn toàn không nhìn ra việc đấu đá ngầm giữa Tiêu Chính Văn và Lục Thiên Lăng. Chị dâu, em cũng không muốn đuổi thằng Tuấn đi, nhưng, lần này nó đã gây ra tai họa lớn, nhà họ Lục chúng ta vốn không gánh vác nổi, nếu nhà họ tự truy cứu trách nhiệm, cả nhà họ Lục sẽ bị nó liên lụy. Đến lúc đó, không những thằng Tuấn sẽ sống phiêu bạt nơi đầu đường xó chợ, mà ngay cả nhà họ Lục cũng sẽ trở thành kẻ ăn xin bên đường đấy. Giọng điệu của Lục Thiên Lăng tỏ ra vô cùng thương cảm và luôn miệng thở dài nói. Lời nói của ông ta lập tức khiến Hứa Tinh không nói nên lời. Thế lực của nhà họ Từ ở Thiên Nam vô cùng hưng thịnh, chúng ta nhất định phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho nhà họ Từ trong chuyện này, cũng không thể cứ luôn để cho người khác chịu trách nhiệm mỗi khi thằng Tuấn gây rắc rối chứ. Và lại, nhân chứng và vật chứng đều có đủ, thằng Tuấn vốn không thể thoát khỏi liên quan được. Lục Thiên Lăng thấy Hứa Tinh vẫn còn do dự, lại tiếp tục nói thêm. Nhưng ông ta nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chính Văn mang theo một tia sát khí dày đặc. Theo quan điểm của ông ta, e rằng Tiêu Chính Văn đã bị ông ta loại khỏi cuộc chơi khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cần mất đi thân phận người thừa kế của nhà họ Lục, Tiêu Chính Văn chỉ có một con đường chết. Tuy rằng người đi vào thánh vực, đều là một dạng linh thể, giáng xuống vào cơ thể của người vốn dĩ được sinh ra ở đây. Nhưng nếu chết ở thánh vực, thì ngay cả cơ thể gốc cũng sẽ chết theo nó. Cho dù là cao thủ nhân vương cấp 9, cũng chỉ có một kết cục chết. Mà trong thánh vực, bề ngoài nhìn có vẻ hòa bình yên ả như thế giới bên ngoài, nhưng trên thực tế, đều đang hoạt động những thế lực ngầm. Chỉ cần Tiêu Chính Văn bị đuổi khỏi nhà họ Lục, Lục Thiên Lăng sẽ có nhiều cách để kết thúc sinh mạng của Tiêu Chính Văn trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng, nó không có chút kỹ năng sở trường nào. Nó phải sống như thế nào nếu đuổi ra khỏi nhà họ Lục chứ? Hứa Tinh lo lắng nói. Hiểu con không ai bằng mẹ, Lục Tuấn ngày thường nhàn rỗi, thậm chí còn không ăn nổi một bữa no khi không có người hầu hạ. Hứa Tinh làm sao biết được cuộc đấu đá ngầm giữa Tiêu Chính Văn và Lục Thiên Lăng, bà ta vẫn một mực cho rằng, Tiêu Chính Văn trước mặt chính là con trai quý giá của bà ta, Lục Tuấn. Là một người mẹ, làm sao bà ta có thể trơ mắt đứng nhìn Lục Tuấn hy sinh vì gia tộc? Mẹ, từ nhỏ đến lớn mẹ đều bao che cho nó. Bây giờ nó gây ra tai họa lớn như vậy, mẹ còn muốn che chở nó sao? Chẳng lẽ mẹ không biết, nếu không có sự ủng hộ của nhà họ Từ, thì nhà họ Lục hoàn toàn không có con đường sống sao? Hơn nữa, nhà họ Lục chúng ta đâu phải chỉ có một mình nó là người thân của mẹ, mẹ cũng phải nghĩ cho chúng con chứ. Lời nói của Hứa Tinh vừa dứt, Lục Vũ Yên đã vội vàng khuyên bảo. Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này, mà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lục. Tiêu Chính Văn cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Tinh và Lục Thiên Lăng. Cái gì, chuyện nhỏ, Lục Phú Yên sửng sốt một hồi, quay lại nói với Tiêu Chính Văn, mày có biết những gì mày làm, có ý nghĩa gì không? Mày đang xem thường nhà họ Từ, nhà họ Từ thì đã sao? Giỏi lắm sao? Tiêu Chính Văn bình tĩnh rót một ly trà, sau khi nhấp một ngụm trà, mới thản nhiên nói. Hứa Tinh nghe xong, vội vàng kéo lấy Tiêu Chính Văn nói, Tuấn à, đừng nói bừa. Nhà họ Từ giỏi lắm, ư, ai cho cháu dũng khí nói ra những lời này, cháu có biết, bởi vì hành động ngớ ngẩn của cháu, đã ép nhà họ Lục đi đến bờ vực thẳm không? Lục Thiên Lăng đột nhiên chỉ vào Tiêu Chính Văn và lớn tiếng trách mắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.